hồi ước lính mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca những kỷ niệm không thể quên đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này anh em đặc công ta tài thật sức nhanh nhẹn và sự dẻo dai hơn hẳn chúng tôi rất nhiều bò theo các anh trên một sườn đồi có lúc thì thoai thoải có lúc dựng đứng quả là điều nan giải bám sát theo các anh người tôi mệt nhoài và cố gắng lắm mới đuổi kịp những bàn chân bám vào đất một cách vững chắc sức dướn mạnh mẽ làm cho anh em trinh sát bám theo cực kỳ vất vả trăng vẫn sáng vằng vặc ánh trăng mờ ảo xuyên qua các tán cây cành lá làm cho cảnh rừng núi có phần huyền diệu những ngọn gió vô tình thổi cũng làm cho anh em đỡ mệt tay cầm chắc địa bàn tôi cố giữ không cho lệch góc phương vị xác định chính xác tiến độ tiếp cận với vị trí không cho phép bất cứ sự sai sót nào dù là nhỏ nhất có những đoạn anh em chúng tôi trượt lên trượt xuống hai ba lần mới leo lên được tay bám vào cây để đu lên rát cả đôi tay đêm vẫn tĩnh lặng không nghe động tĩnh gì và đội hình vẫn cứ tiến lên khoảng lưng chừng đồi được lệnh dừng lại nghỉ. Tôi tranh thủ bò ra trục đường chính cùng hai đặc công để liên lạc với anh em bám theo đường chính. Ra đến đầu đường, tôi gặp một cầu thang bằng gỗ chừng hơn 100 bậc, mỗi bậc cách nhau 25 cm. Chỉ chờ đến chưa đầy 5 phút đã thấy anh em xuất hiện. Bóng dáng họ trong đêm lúc ẩn lúc hiện, những tảng đá như được mài sẵn lót trên đường đi dưới ánh trăng cũng là ánh lên những màu sắc là lạ lạ. Hớp một ngụm nước, chúng tôi tiếp tục đi. Càng lên cao, độ dốc càng lớn, càng phải dùng nhiều sức lực để vượt qua. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, chúng tôi tiếp cận vách đá cuối cùng của ngôi chùa danh tiếng này. Đứng dưới nhìn lên, một cảnh tượng đẹp hùng vĩ về đêm, với những đám mây trôi lợn vẩn trên đầu. Dùng đèn pin xác định vị trí xong, thống nhất các phương án tấn công vị xe trưởng ra lệnh leo lên vách đá. Do trinh sát không được trang bị vật leo núi, cũng như kỹ năng leo, hơn nữa phần việc của trinh sát cơ bản đã xong. Tôi men theo vách đá tiến ra đường chính. Khoảng 10 phút sau, bộ phận đi đường chính đã gặp anh em trinh sát. Theo yêu cầu của đặc công, chúng tôi bám sát vách đá và cùng với nhóm ở đường bám theo sau. Những dáng người treo trên vách đá âm thầm, lặng lẽ từng bước chậm rãi bám mục tiêu. Chúng tôi cũng men theo anh em ở đường chính, bò dưới những bậc thang cuối cùng để leo lên đỉnh. Một tiếng ho vang lên, tất cả im lặng chuẩn bị. Một thằng lính gác của chúng đang đứng trên đầu chúng tôi, đi qua đi lại. Những phút giây chờ đợi căng thẳng, 10, 20, 30 phút, trôi qua trong sự yên tĩnh đến đáng sợ. Bỗng những tiếng nổ chát chúa từ hướng chính tây của ngôi đền vang lên liên tục liên tục không cho tiếng súng đáp trả chừng năm phút cũng là những tiếng nổ của hướng nam và tây nam tiếng nổ nghe gần hơn thấy ánh sáng lóe lên của tiếng nổ những tiếng nổ dồn dập trên đỉnh đầu bắt đầu có những tiếng ak b bốn mươi của địch nổ đứt quãng một quả đạn nổ ngay đầu cầu thang phía bên trên chúng tôi mảnh bay vèo vèo những bước chân chạy thình thịch ba thằng địch chạy xuống dưới cầu thang cuối cùng và bắn về phía trên cách chúng tôi gần 10 mét. Những loạt đạn AK vang lên, nghe chói tai. Đạn trúng vào vách đá tóe lửa. Có lẽ một thằng địch bị trúng đạn AK của ta lăn theo cầu thang và nằm tại chân cầu thang, cách tôi chưa đầy 5 mét. Một trái pháo sáng ném xuống cầu thang, ám hiệu ta đã làm chủ ở phía trên. Nhận được ám hiệu, tất cả hơn 10 cây súng chĩa vào địch và những loạt đạn vang lên kết liễu đời chúng. Những anh em đặc công còn ở đường vận động số 1, khẩn trương vận động chạy lên cầu thang để tiếp viện. Càng lúc tiếng nổ càng nổ giòn và càng gần vị trí chúng tôi hơn. Thu súng của mấy thằng địch ở chân cầu thang xong, chúng tôi vận động theo anh em lên đỉnh đồi. Tới nơi đặc công không cho chúng tôi tiến sâu vào bên trong. Anh em cõng ra hai đặc công bị thương nhẹ do bị đạn thẳng của địch đang loay hoay băng cho anh em. Chúng tôi thấy một toán địch đang nhảy qua một tảng đá để vượt qua biên giới Thái Lan. Những tiếng nổ lóe lên và những loạt đạn quét ngang chúng tôi. Quật ngã chúng ngay trên những tảng đá. Những tiếng nổ và ánh chớp của bộc phá vang lên từ hướng Tây, càng lúc càng gần. Từ khu vực chính của đền, sau này là kho lương thực của G1 E95. Trong ánh sáng chớp, những tên địch chạy băng qua những tam cấp của ngôi đền những loạt đạn lia theo chúng như đường kẻ chỉ bằng lửa trong đêm bỗng có tiếng hỏa lực của địch phản lại ta từ hướng bắc của điểm cao bằng dkz đạn của địch bay qua trên đầu và rớt xuống bình độ hướng nam phía bắc giáp với biên giới thái lan gần nhất nhưng vị trí này là vách đá dựng đứng hình như chúng chỉ bắn uy hiếp chứ không nhằm tấn công ta vì lực lượng của chúng đang tràn ngập ở hướng chính của ngôi đền có lẽ nắm được ý định của địch bộ phận gần nhất của ta là bộ phận đánh hướng tây vòng sang trái bám vào chân đền tập kích đánh trả một tiếng nổ lóe sáng đỏ rực nổ từ hướng khẩu dkz và những loạt đạn nhỏ nổ rộ để thương binh lại cho bộ phận trinh sát nhóm đặc công đường chính băng ra chặn đầu những tên địch đang cố chạy về đất thái lan những quả trái sáng được ném khắp nơi nhìn rõ một một những tên địch chạy và ngã xuống phía bên trái những anh em ở hướng nam cũng khép lại tấn công ra hướng ngôi đền chính hỗ trợ cho bộ phận hướng bắc đang bị địch phản công bộ phận đường chính cơ động dọc theo triền phía đông sát phía biên giới thái lan khép vòng tròn không cho chúng chạy về hướng đông dồn địch về những vách đá dựng đứng ở hướng bắc sau này là chốt của bộ phận trinh sát ép một số địch chạy thoát về phía bên kia biên giới Thái Lan, quay lại bắn xối xả về phía ta. Trong vòng 30 phút tấn công, ta làm chủ được trận địa, chiếm được ngôi đền, đẩy bọn chúng về hướng Thái Lan. Dưới chân núi, anh em dê bà vận động lên, hỗ trợ đặc công, làm chủ trận địa, và chốt giữ các vị trí quan trọng, không cho chúng phản công. Thương binh được băng bó và chăm sóc tại trận địa. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 1979, Toàn bộ lực lượng của E95 có sự hỗ trợ của xe tăng và pháo binh bắn dọn đường tiến về chùa Breakvihir. Khoảng hơn 7 giờ sáng, đội hình tiếp cận với chân núi 606, đưa 8 anh em thương binh và 4 liệt sĩ về phía sau có xe tăng hộ tống. Địch bỏ lại hơn 60 tên và nhiều súng đạn kể cả súng hỏa lực. Đơn vị đặc công khẩn trương giao lại chùa cho E95 rút về vườn xoài gần ngôi nhà của Sihanuk, dê bộ D1E95 sau này. Nhìn những anh em đặc công ra đi vội vã, rút đi vội vàng, chỉ kịp bắt tay những anh em chính sát dẫn đường, lặng lẽ xuống núi. Đơn vị ở lại khoảng vài ngày trên bờ hồ cạnh vườn xoài, sau đó truy quét địch ở khu vực biên giới, dọc theo dãy Đăng Rách, đến cuối tháng 1 năm 1979 thì rút về nước. Những ngày sau đó, Toàn bộ D-1 chốt ở điểm cao này D-3 rút về phía sau cách chân 606 chừng vài cây số đảm bảo thông đường ở phía sau D-2 chốt chặn dọc đường 120 về Tram về Khơ San Bảo đảm cho các đơn vị trợ chiến của E-95 hành quân chiếm các vị trí quy định Tháng 3 năm 1979 Trung đoàn 20 Công an Nhân dân Vũ trang từ bên nước sang thay thế cho D-1 chuyển vào phung cam tuốt và phung cha thực hiện nhiệm vụ truy quét địch suốt mùa mưa năm 1979 tại khu vực An Long Vang. Cuối năm 1979, D1 trở lại chùa này cho đến khi quân đội ta rút quân về nước năm 1989. Do có thành tích trong chiến đấu và xây dựng điểm tựa 606, năm 1982, D1 E95 được phong danh hiệu anh hùng là đơn vị cuối cùng cấp D của E95 nhận danh hiệu này. Từ năm 1981, được sự giúp đỡ chi viện của quân khu và kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Công binh, những thanh bê tông được chuyển sang, ta đã bê tông hóa toàn bộ hầm hố của cứ điểm này. Với quân số thường xuyên có mặt là 300 người, có một trung đội pháo binh 85 nòng dài cùng với C3, C4 của D1 E95. Sau tháng 6 năm 1979, có đợt quân bổ sung từ bên nước và những anh em bị thương nhẹ trở về. Bổ sung cán bộ các cấp C2-G1 được hoàn thiện về tổ chức và lực lượng, đảm bảo hành lang phía Tây của cao điểm, đường vận động số 3. C1 bảo vệ hành lang phía Đông cao điểm, tạo thế vững chắc, khống chế toàn khu vực huyện Trong Khơ San và tỉnh Brech Vihir tạo bàn đạp vững chắc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của mặt trận 579. Sau khi nhận bàn giao chùa Brech từ anh em 198 E95 triển khai thế phòng ngự xung quanh khu vực cao điểm 606 vì trên đó không có một công sự nào có thể chịu được một quả đạn pháo. Toàn bộ đội hình D1 dồn sức cho công việc đào hào, đào hầm và công sự để phòng thủ. D2 nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác bảo vệ ở phía dưới chân núi vì lúc này máy bay Thái Lan quần đảo liên tục trên khu vực các tỉnh Provicthia Ban đêm máy bay Thái Lan thả dù đèn sáng Cả đêm dọc theo biên giới Từ núi Cụt về đến An Long ven Nhiệm vụ cuối cùng còn lại Là tấn công Phum Cam Tuốt và Phum Cha Là nơi địch đang ẩn nấp Khi ta đánh mạnh từ hướng trong khơ sàn Tình hình F-307 gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng Để đảm đương nhiệm vụ Các lực lượng phía sau vì nhiều nguyên nhân khác nhau chưa đủ sức để thông tuyến đường của giai đoạn 2 của chiến dịch. Công tác hậu cần ngưng trệ vì đường chưa thông. Nhiều đoạn bị địch chặn đánh, cướp lương thực, giết tài xế. Tất cả các đơn vị đều rơi vào tình hình thiếu gạo, hết thực phẩm, mà căng nhất là hết muối. Trong giai đoạn khó khăn này, E95 chỉ có thể huy động được d bộ binh 3 là đơn vị có truyền thống đánh cơ động của E95 và các xe trợ chiến. Do địa hình của mùa khô chống trải, máy bay địch bay quần đảo liên tục trên khu vực nên chúng tôi được lệnh hành quân vào ban đêm chứ không đi ban ngày để đảm bảo bí mật chập tối ngày 13 tháng 1 khi trăng vừa mới mọc đội hình xuất phát về hướng nam và tây nam gồm dê bộ binh 3 C13 cối 120 C14 12 ly 7 C16 DKZ tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy nhóm trinh sát hỗn hợp gồm khoảng 20 người lực lượng trinh sát E, F lúc này còn mỏng nên phải kết hợp lại. Phương án tác chiến như sau. Ta dùng hai cánh quân để tấn công quanh khu vực này. Một cánh của E95 đánh từ hướng Bắc xuống và một cánh quân của E29 cũng là quân hỗn hợp từ đường 120 đánh vào. Trận đánh này là đánh vào phum có dân ở, theo hàng binh của địch khai, nên hết sức cẩn thận. Men theo các bìa rừng còn xanh Chúng tôi dẫn anh em bộ binh hành quân về trận địa. Trăng sáng đẹp, những đám mây bay lợn vợn, chậm chậm, đôi lúc che phớt qua mặt trăng, làm cảnh vật cũng huyền ảo. Qua vài bãi tràng cỏ, có những cây mai rừng đã nở đầy hoa, dù là ban đêm vẫn còn cảm nhận được nét đẹp của hoa mai rừng. Xuân đã chuẩn bị về. Dù trăng thanh, gió lộng và ban đêm nhưng anh em gần như đã đuối sức suốt chặng đường chiến dịch nên đi rất chậm chỉ cần có lệnh giải lao là anh em đã ngủ những giấc ngủ chập trần những tiếng kêu vội vã những cái vùng dậy mạnh mẽ khổ nhất là len lỏi trong những khu rừng mùa khô thiếu nước loại cỏ ba cạnh mọc chung với cỏ tre trong rừng khộp cạnh nó sắc hơn dao cạo gặp đâu cũng cứa quần rách máu chảy qua một đêm hành quân khi trời gần sáng, chúng tôi tiếp cận một cái hồ nước lớn, nhìn trên bản đồ thì hồ nước bao bọc xung quanh hai phum này. Anh em bộ binh được bố trí dọc theo mép hồ chờ lệnh, còn lại bộ phận trinh sát và cán bộ đi thực địa để bố trí lực lượng tấn công. Trong phum dù gần sáng vẫn còn múa hát, vẫn còn nghe tiếng trống dồn dập. Tôi cùng một số anh em cán bộ C9 bám theo mép hồ vòng vào phum khi gần đến một ngôi nhà to Thì có tiếng chó sủa gầm gừ Có ánh đèn pin quét qua quét lại Anh giữa dê trưởng dê ba sợ lộ Nên phải lui ra Trăng sáng quá nên anh em lui ra xa Men bám theo một vườn cà tím Cạnh mép nước Vòng qua bên phải khoảng 500 mét Thì gặp một con đê to Đây là con đê nối hai phung cám tuốt Và phung cha Trời hừng sáng ở phía đông chúng tôi trở lại đội hình tập kết và chờ trời sáng hẳn. Anh em trinh sát chuẩn bị các tọa độ, nếu có tình huống xấu sẽ nhờ anh em pháo cối chi viện. Trời sáng, lợi dụng địa hình quanh hồ nước, có những khu che gai mọc um tùm, ta ẩn quân vào đó để tránh bị lộ. Và bộ phận trinh sát được giao nhiệm vụ bám địch. Theo phương án tác chiến của sư đoàn, thì sau khi E95 chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng, cũng như nắm chắc tình hình địch, thì E29 mới tấn công theo trục lộ, đánh thẳng vào phum, có sử dụng pháo bắn ngoài phum, thăm dò động tĩnh của địch. Bộ phận trinh sát chúng tôi luôn dọc theo bờ hồ về phum cha. Phum này tương đối lớn nhưng không hiểu sao lại không có dân ở. Chúng tôi áp sát và luồn theo các lùm cây, chuẩn bị tư thế tấn công vì hai phum cách nhau chỉ vài cây số mà xa phum này lại bỏ hoang là câu hỏi hơi khó trả lời sợ địch đánh nghi binh, lừa ta vào trận địa bỏ trống và tấn công từ phía sau hốt gọn. Nên tôi cho anh em rút ra dọc bờ hồ, báo tình hình về E95, xin quân trì viện. E95 tăng cường cho C9 và một phân đội 2 khẩu 12 ly 7 của C12 D3. Với nhiệm vụ giữ phum này cũng như hỗ trợ cho các bộ phận tấn công bên phum Cam Tuất khi cần thiết. Hơn 1 giờ sau, anh em C9 đến nơi ta tổ chức triển khai đội hình phòng ngự và chuẩn bị tấn công ngay qua quan sát các hiện tượng trong phum trinh sát chúng tôi phán đoán rằng địch hay dân mới rời khỏi phum này vài ngày vì nhiều bếp lửa vẫn chưa tắt hẳn cơm chưa lên mốc xanh nhưng đặc biệt là toàn bộ dấu chân châu bò đều đi về hướng phum càn tuốt không quay lên hướng bắc về an long vang sát biên giới như vậy chắc chắn rằng toàn bộ dân ở khu vực này địch dồn về phung cam tuốt tất cả mọi phán đoán của anh em chính xác sau khi thống nhất chỉ huy g ba e chín mươi báo về trên để xin ý kiến chỉ đạo sau khi c chín chiếm lĩnh phung cha xong ý đồ tác chiến như sau e hai mươi chín tấn công theo đường có xe tăng hỗ trợ đánh trực tiếp vào phung nhưng hạn chế hỏa lực mạnh vì chắc chắn trong đó có dân cơ bản là bộ binh tiếp cận và chiếm mục tiêu. C-10E95 đánh từ hướng bắc của Phum, khu nhà to mà ta tiếp cận sợ lộ, và tiếp giáp về hướng C-9. C-11 tấn công từ hướng đông của Phum, vòng qua hướng nam, giáp trục đường với E-29. Sau khi ổn định, cho C-9 vào vị trí, một tổ trinh sát hơn 10 người của chúng tôi trở lại bờ hồ phía đông, hỗ trợ cho hướng chính diện của E-95 là C-11. Khoảng gần trưa, lệnh tấn công bắt đầu. Đội hình xe tăng thành tiến từ lộ 120 vào phum, không theo đường mòn mà cắt theo đường rừng trinh sát đã chọn để tránh mìn của địch. Khi cách phum 2 km thì dừng lại, không tiến thêm nữa để thăm dò đối phương và bộ binh bám sát tình hình địch. Phát hiện đội hình E29, địch bắt đầu phản ứng. Các loại cối của chúng bắn như mưa về phía đội hình ta theo lộ vào mức độ bắn của chúng thật khủng khiếp. Các bộ phận hỏa lực theo bộ binh tiếp cận xung quanh phum được lệnh chuẩn bị. Pháo binh ta bắt đầu chi viện, nhưng chỉ bắn vào đầu phum và giải về hướng trống của phum giáp với C9, C3. Vì không trúng vào các vị trí hỏa lực, nên chúng cũng tăng cường bắn về hướng E29. Lúc này sở chỉ huy lệnh cho các phân đội hỏa lực cối và DKZ của E95 cố gắng phát hiện và tấn công vào các vị trí hỏa lực của địch. Bộ phận trinh sát được lệnh tiếp cận các mục tiêu, vượt qua mấy cái dãy hoang. Tổ trinh sát chúng tôi phát hiện toàn bộ hỏa lực của địch đều nằm trong một trục đường thẳng, con đường chính của Phum. Trinh sát báo cáo về sở chỉ huy và được lệnh điều chỉnh cho bộ phận cối của E95 và E29 bắn tập trung về tọa độ này. Pháo binh ta vẫn bắn bình thường ngoài Phum toàn bộ cối của E95 từ 60, 82, 120 ly bắn như vãi đạn vào các mục tiêu. Cối E95 bắn hiệu quả hơn vì gần và nằm trong tầm quan sát của các bộ phận tiếp cận bên ngoài phum. Lợi dụng khói mù dày đặc và địch chưa kịp phản ứng, bộ binh ta áp sát vào phum. Bộ phận trinh sát của B3 C11 chiếm được dãy nhà đầu tiên sát mặt đường chính của phum. Anh giữa dây trưởng D3 vác nòng khẩu DKZ-15 của C-12 cùng với 4 chiến sĩ của phân đội này vượt qua đội hình C-11. Anh đưa khẩu AK của anh cho một chiến sĩ C-11, nhanh chóng giá súng ngay trước một căn nhà của dân và bắn liền 4 trái về hướng địch, phá hủy khẩu cối của địch đặt trên đường. Thấy thủ trưởng D-3 sông lên, các bộ phận hỏa lực cũng bám theo, gắng sức vượt qua bộ binh và chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi địch phát hiện lực lượng dây ba chiếm một phần phum chúng chống cự quyết liệt bằng các loại hỏa lực. 12 ly bảy bây giờ mới thấy bắn, đạn bay nghe rào rào. Nhờ nhà dân chống đỡ, nếu không thì cánh dây ba cũng sẽ thương vong nhiều. Đạn cối DKZ của địch nổ vào giữa đội hình dây ba, bộ phận trinh sát lại chịu thêm tổn thất hai đồng chí của E95. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì nhận điện của C9 là địch lùa dân trên hướng bờ đê về hướng phung trà anh em c9 nhìn thấy cảnh chúng tàn sát dân khi dân không chịu theo chúng lợi dụng lực lượng địch lùa dân chỉ khoảng chục tên e95 ra lệnh cho c9 tấn công nhóm địch này để chúng hoảng loạn bỏ chạy để cứu dân cũng như hỗ trợ bộ phận trong phung đang rằng co với địch trên con đường chính của phung phát hiện dân đã rời phung lực lượng chính diện của e29 dưới sự hỗ trợ của xe tăng tràn vào phum do bị vỡ ở cả hai hướng nên địch chống cự có phần giảm xuống. Có lẽ chúng vừa chạy vừa bắn nên hỏa lực của chúng không tập trung. Lực lượng địch lùa dân bị C9 tấn công bỏ dân chạy lui lại phum. Vì lực lượng ta quá mỏng không bao quát hết địa hình nên lực lượng địch còn lại rút về hướng C9 men theo bìa rừng rồi tẩu thoát. Pháo binh ta chỉ bắn chặn đầu Chứ không bắn giải vì sợ chúng vào dân Đang hoảng hốt nằm trên bờ ruộng phía sau phum Cả hai lực lượng của E-29 và E-95 Đều tổ chức truy kích và diệt thêm một số tên rút chạy muộn Sau hơn một giờ giằng co với địch Ta làm chủ khu vực này Việc đầu tiên cùng với công tác thương binh liệt sĩ Hy sinh 12, bị thương không thể chiến đấu 9 Ta gom dân lại và giải quyết các vấn đề dân vận Suốt con đường từ Phum đi ra bờ đê, chúng giết hơn 40 người dân, cả trẻ em chúng cũng giết. Nhìn gương mặt người dân ai cũng tỏ vẻ hốt hoảng, mất tinh thần. Chỉ sau khi bộ đội ta không làm gì và giúp cho một trường hợp phụ nữ sinh con tròn vuông, dân mới bình tĩnh lại. Trong Phum cũng có một số dân bị chết do chúng đạn. Hầu hết những tên post chết tại trận địa đều lớn tuổi. Có khoảng hơn 50 tên là một đội quân hỗn tạp từ nhiều nơi chạy về nên chúng rất dã man. Nghe dân khai với ta cách đó mấy ngày, cán bộ của chúng cũng giết khoảng hơn chục tên không rõ lý do. Bất cứ người dân nào có thái độ nghi vấn là chúng giết ngay. Toàn bộ khu vực này sau trận đánh giao lại cho E29 làm công tác dân vận và thu dọn chiến trường. Đội hình E95 khẩn trương rút nhanh ra lộ 120 và đi ngược về chùa Breitvihir. Đây được coi là trận đánh cuối cùng của đội hình F307. Thiếu E94 đang phối thuộc cùng F309 đánh hướng Long Phát và Cô Nhích. Trong giai đoạn 2 của chiến dịch biên giới Tây Nam, Phùm Cam Tuốt vào khoảng tháng 3 năm 1979 do G1 E95 chấn giữ cho đến cuối năm 1979, sau đó C14 súng 12 ly 7, E95 chấn giữ cho đến khi ta rút quân về nước năm 1989. Trong các trận đánh vào An Long Ven cũng như căn cứ năm 47, những năm sau này, Phum Cam Tuất là cơ sở hậu cần cho chiến dịch. Các trận địa pháo chiến dịch cũng đặt ở đây để chi viện cho các hướng. Sau trận đánh Phum Cam Tuất, toàn đội hình sư đoàn tập trung cho công tác truy quét địch cũng như xây dựng các vị trí đóng quân của toàn sư đoàn. Anh em chính sát tập trung về sở chỉ huy sư đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Mang tiếng là cùng đơn vị, nhưng cả chặng đường chiến dịch, bây giờ anh em mới gặp mặt nhau. Bộ chỉ huy đại đội còn mỗi mình xây phó, các trung tiểu đội quân số cũng phân tán và hao hụt nhiều. Nhóm anh em lính mới Hà Nội chỉ còn duy nhất anh Nam Hà, khu tập thể Nguyễn Công Trứ Hà Nội. Còn một nhóm anh em đi cùng E94 phối thuộc cùng F309 cũng tương tự như vậy. Nhớ ngày mới bắt đầu tấn công, anh em trong đơn vị 85 người, đến hôm nay còn chưa đầy 40 người. Điều đó nói lên mức độ ác liệt của chiến dịch. Không trận nào mà không có anh em chính sát của sư đoàn ngã xuống. Mãi cho đến những năm sau này, từ lính lên đến chỉ huy đơn vị, tôi không tìm đâu ra những thế hệ chiến sĩ giỏi như vậy. Nhiệm vụ của toàn sư đoàn quá nặng, chịu trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Frech Here cho đến bờ Tây sông Mê Công, một phần hai tỉnh sẽ Tung Trang. Toàn E95 dồn sức cho việc củng cố căn cứ chùa Frech Here Chỉ còn lại anh em E29 phải ngược xuôi thông tuyến đường chiến dịch vừa đi qua. Cả đơn vị trinh sát bây giờ chia thành hai tổ. Một tổ gồm những anh em có hiện tượng giảm sút về sức khỏe do anh C phó phụ trách cùng phối thuộc với E95 làm công tác chuẩn bị địa bàn đóng quân và một tổ nữa gồm những anh em còn thể lực tốt do tôi phụ trách phối thuộc cùng E29 làm công tác truy quét bảo vệ sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn ở khu vực Chom Khơ San và Phnom Ta Beng. Trước khi ra đi nhận nhiệm vụ, tư lệnh sư đoàn, đại tá Phạm Bân và chính ủy Lê Lung hỏi đi hỏi lại đến ba lần những ý kiến đề đạt của anh em nhưng tất cả đều an tâm nhận nhiệm vụ và không có ý kiến gì ông điện cho bộ phận hậu cần trang bị thêm quần áo và nhất là giày vì hầu hết đã hỏng không dùng được nữa tiễn chúng tôi ra khỏi sở chỉ huy sư đoàn tôi biết tư lệnh rất nhiều băn khoăn khi lực lượng trinh sát còn quá mỏng nhiệm vụ phía trước còn nhiều điều phải làm chúng tôi ngược về trong khơ san và đến phối thuộc cùng E29, gồm 3 g là D7, D8 và D9. Nhìn anh em E29 trong trạng thái thiếu thốn trăm bể, thật là tội nghiệp. Quần rách đường chỉ, anh em phải lấy dây mìn KP2 khâu lại. Hầu hết mặc quần đều đã ưu tiên phía trước. Ban đêm nằm ngoài rừng, sương xuống lạnh, cũng không có gì đắp. Vì toàn bộ quân trang đều bỏ lại đức cơ. Gạo cũng thiếu vì xe tiếp tế chưa lên và có một vài chuyến hàng bị pol pot chặn đánh dọc đường để đảm bảo lương thực trên đường truy quét khi vào các phum không có dân anh em phải ăn cả chuối non luộc chấm với muối kiếm thêm các loại rau quả có thể ăn được ngay cả cây chuối non anh em cũng thái mỏng trộn với rau má rau càng cua rau thơm vắt thêm nước chanh để thành rau sống những nơi không có phum giữa rừng là mùa khô phải dùng tới lá giang và cây ngót rừng cải thiện bữa ăn. Hai lon thịt bò hộp 400 g nấu canh chua lá Giang cho cả xe ăn. Những món ăn mà giờ đây khi ngồi gõ lại tôi cũng không ngờ rằng đó là thức ăn có thể nuôi sống con người. Qua vòng truy quét đầu tiên hoàn toàn không gặp địch. Chúng tôi trở lại sở chỉ huy sư đoàn và biết rằng mùa xuân đã đến. Mùa xuân nơi những rừng khộp không có nước, ban ngày nắng cháy ra Ban đêm gió từ đất Thái Lan thổi về Lạnh cắt da, cắt thịt Cuối tháng 2 năm 1979 Từ vị trí đài quan sát phía tây chùa Breitvihir Chúng tôi phát hiện trong nhiều ngày liền Dân chúng tập trung sát phía biên giới rất đông Bộ phận trinh sát báo cáo tình hình Cho sở chỉ huy E95 Và bộ tham mưu sư đoàn Trực tiếp trưởng ban tác chiến F Đến nơi quan sát và đưa ra nhận định có thể Thái Lan lùa dân qua biên giới để hồi hương, cũng như khả năng Pol Pot lùa dân làm bia đỡ đạn để tấn công ta. Tư lệnh Phạm Bân chỉ thị bộ phận trinh sát phối thuộc cùng E95 bám sát mục tiêu cùng với các đơn vị bộ binh của D1 E95 khóa cửa biên giới khu vực phía đông chùa cùng với 15 anh em trinh sát E95 chúng tôi vượt qua biên giới để trinh sát tình hình khu vực chúng lùa dân là khu vực thoải nhất của các bình độ quanh khu vực chùa. Bám theo các khe suối và tảng đá phía trên đường bình độ, chúng tôi phát hiện những xác chết đã thối giữa, còn chưa bộ xương nằm rải rác trên dọc đường mòn qua biên giới. Quan sát kỹ hơn, có thể nhận định chính xác là khu vực này có dấu vết của các loại mảnh mìn và chúng tôi kết luận là trước đây trên đường qua đất Thái Lan dần đã bị vướng mìn Vị trí này sau tháng 4 năm 1979 là bãi mìn số 1 của anh em trung đoàn 20, công an vũ trang. Khi E95 bàn giao cho E20 để truy quét khu vực An Long Vàng mùa mưa năm 1979. Lợi dụng lúc ánh sáng của đèn hỏa châu, máy bay Thái Lan thả vào ban đêm, chúng tôi vượt qua biên giới với giới hạn tối đa khoảng 2 km, phát hiện dân tập trung theo con đường lộ chạy lên cổng chùa Breakvihir với chiều dài gần một km, ước tính cả ngàn người. Tảng sáng, chúng tôi rút về bên này biên giới và phục kích các vị trí then chốt. Từ vị trí này, chúng tôi nghe toàn bộ các động tĩnh. Khoảng trưa thì tiếng súng nổ và khu vực này hỗn náo lên. Có cả tiếng khóc la của nhân dân. Súng nổ càng lúc càng gần và chúng tôi báo về bộ tham mưu sư đoàn. Chúng tôi vẫn được lệnh quan sát và nắm tình hình khu vực, báo cáo cho sư đoàn tọa độ vì có khả năng sư đoàn sẽ dùng tới pháo binh nếu cần thiết. Cùng với các loại hỏa lực khác dưới chân núi, hỏa lực của D1 như cối 82, 120 đã chuẩn bị. Một đoàn người đông đúc bắt đầu đến đường biên. Chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm bám phía sau đội hình dân và nhóm khác chặn đầu để quan sát. Từ vị trí phía sau chúng tôi phát hiện khoảng 100 tên lính Thái đang dùng súng tiểu liên AR-15 bắn chỉ thiên để lùa dân vượt qua biên giới. Như vậy ý định của địch đã rõ. Chúng tôi báo về E95, một cảnh hết sức tàn nhẫn là khi đoàn người đến đường biên giới, lính Thái Lan đã xả súng vào dân với mục đích đốc thúc dân đi nhanh hơn để tránh đạn của chúng. Những người dân ngã xuống, những tiếng khóc kêu la Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng hãi hùng Và càng hãi hùng hơn Kinh khủng hơn Là khi chạy tránh đạn của lính Thái Đoàn người đã lọt vào bãi mìn Không hiểu là bãi mìn này do lính Thái Hay bọn Pol Pot gài Những tiếng nổ liên tục Những thân người bay lên cùng bụi mù đất cát Tiếng kêu khóc thét gào Cùng những tiếng kêu rên rỉ Giữa bãi mìn Cảnh hoang loạn như trong phim Chứ không tin là có thật Nghe tiếng súng sở chỉ huy E95 Điện hỏi chúng tôi liên tục Khi nắm tình hình chắc chắn Chúng tôi được lệnh không được nổ súng Vì lực lượng ta ít hơn Và khi biết là địch đã lùa dân Chứ không có ý định tấn công ta Chúng tôi mới được rút về biên đất Campuchia Bộ phận trinh sát vẫn bám theo Ở cự ly thích hợp Toàn bộ anh em phải di chuyển trên đá Vì nằm trong bãi mìn của địch Những tiếng mìn nổ không ngớt vang lên và đoàn người vơi dần, vơi dần. Khi đoàn người vượt qua bãi mìn, xuống đến chân núi, họ dừng lại nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ. Chúng tôi quan sát kỹ và không thấy hiện tượng khả nghi có Pol trong đội hình. Chúng tôi xuất hiện cùng anh em bộ binh D1. Những gương mặt dính đầy máu mang vẻ kinh hoàng, những ánh mắt đầy sợ hãi, những tấm thân run rẩy. Khi thấy anh em ta, nhiều người hoảng quá khuỵ xuống không đi nổi nữa bộ đội ta băng bó vết thương những người bị thương dĩ nhiên là họ còn đi được còn nặng thì đã nằm trong bãi mìn chính trị viên d một nguyễn năng điện cho e chín mươi lăm chi viện thêm quân để đưa dân vào khu vực an toàn thủ trưởng năng hỏi anh em ta có người nào nói được tiếng anh tiếng pháp để nói chuyện với họ tôi và anh vinh trinh sát e chín mươi lăm học sau tôi một lớp tại trường cường để quy nhơn đã hy sinh trong trận đánh căn cứ năm 47, mùa khô năm 1981, cũng tìm được gần 10 người biết tiếng Anh để chấn an họ. Trong đó có một phụ nữ gần 30 tuổi nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Đa số người Campuchia đều biết nói tiếng Pháp. Được tăng cường C11, D3, ta đưa dân về tập trung cách chân chùa 2 km, bên cạnh một hồ nước sau này là vị trí của G210 E20 Công an nhân dân vũ trang Qua tiếp xúc tôi được biết Đa số họ là người dân miền Nam Campuchia Quanh khu vực Phnom Penh Bị Pol Pot đưa lưu đẩy Lên khu vực Break Be Do bị Pot tuyên truyền Họ sợ ta nên phải chạy qua đất Thái Lan Họ ở đây một tháng Ta chi cho họ cả 10 tấn lương thực Và nhờ họ Mà anh em G1 G3 E95 đã giảm mức độ ăn cơm độn bắp. Rời phum cam tuốt và phum cha, đội hình truy quét chia thành hai bộ phận. Bộ phận trinh sát của F và E95 cắt đường rừng vào các phum có trên bản đồ để nắm tình hình địch và bộ phận trinh sát E95 còn lại cùng với đội hình D1 dưới sự chỉ huy của thủ trưởng Nam, nguyên dê trưởng D1 E95 lúc này là tham mưu phó E95, dê trưởng D1 là thủ trưởng vệ. Theo lộ 69 hành quân, mưa vùng cực Bắc thật khủng khiếp, mưa cả ngày giả rích, các dòng suối quần quận nước đỏ ngầu từ đất Thái Lan chảy về. Vượt qua các dòng suối vào mùa mưa là điều cực kỳ nguy hiểm. Đi dọc theo suối, tìm những vị trí thích hợp để vượt qua. Thông thường hay lợi dụng những gốc cây to bị đổ, vắt qua ngang suối bộ phận trinh sát đi cả ngày chưa được 20 km. Đi trong rừng, quần áo ướt sũng, ve rừng, vắt rừng đeo bám tới tận ba lô. Độ che phủ của rừng nơi đây cao nhất Campuchia, với một màu xanh đậm ngắt. Bám theo các phum trên bản đồ, bộ phận trinh sát không phát hiện gì ngoài sự hoang tàn. Chắc có lẽ trong thời Pol Pot không có dân ở những nơi này. Sự kia những nơi này cũng khá sung túc cây trái vẫn sum xuê đủ chủng loại nhiều nhất là chanh cam bưởi nhiều phun có cả những rừng dừa hàng mấy trăm cây nhà cửa đã hư hại theo năm tháng anh em chính sát rất cảnh giác với những phun này chỉ vào phun từng toán nhỏ có bộ phận chốt giữ ở phía sau tránh tình trạng bị chúng đánh tập hậu tranh thủ kiếm những gì có thể ăn được và nhanh chóng rút ra khỏi khu vực không dừng lại lâu ở những nơi này. Ban đêm, kiếm những vị trí cao, dừng quân nghỉ và nấu cơm. Mỗi người mang theo một ruộng tượng gạo 7kg. Kinh nghiệm chiến trường không nên dừng chân ở gần suối, vì dễ bị chúng tấn công, dồn ra suối và đánh hai bên. Càng về sát biên giới Thái Lan là những cánh rừng khộp, rừng già và đường đi không bằng phẳng hầu như phải leo đồi liên tục. Theo ta phán đoán, thời gian cuối mùa mưa năm 1979, địch đã củng cố lực lượng, dùng lực lượng dân chạy theo chúng hay bị túc ép phải theo, vượt biên giới mang vác vũ khí chuyển sâu vào trong nội địa. Quan sát theo dõi thấy nhận định của ta là chính xác. Dọc theo các con suối vẫn có dấu vết của chúng để lại. Cơm chúng vứt lại có chỗ chỉ vừa lên mốc xanh khoảng một tuần. Đội hình rất đông vì đường chúng đi mòn nhẵn, có cả dấu chân voi, ngựa đi thổ hàng. Càng lên sát biên giới, mức độ càng rõ hơn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, bộ phận trinh sát khoảng 20 người điện xin ý kiến sở chỉ huy E95. Trinh sát nhận được lệnh, đội hình bộ binh không bám theo đường 69 nữa, chuyển hướng nhập cùng bộ phận trinh sát về hướng biên giới. Đêm thứ ba của cuộc truy quét, hai cánh nhập lại và dừng chân trên con đường mòn chạy từ biên giới về khu vực này chúng đi rất nhiều đường mòn ngang dọc có cả những nơi chúng bỏ lại các loại đạn mìn đội hình bộ binh ở lại phục kích và trinh sát vẫn đi dọc theo biên để theo dõi tình hình ngày thứ năm của đợt truy quét mỗi trinh sát phát hiện có địch tại một phum nhỏ gần với nông trường an long Vang, phum có úc dấu chân chúng rất mới Nước động lại trên những dấu chân vẫn còn đục Linh tính cho biết rằng Lực lượng chúng ở đây cũng rất khá đông Cũng khá đông Sau khi thống nhất với anh Biểu B trưởng trinh sát E95 Chúng tôi lui đội hình về sau Khoảng vài cây số Nơi không có dấu vết chúng qua lại Và báo cáo tình hình về sở chỉ huy E95 Lúc này bộ phận trinh sát Cách đội hình D1 Gần 20 cây số Tức gần một ngày hành quân chúng tôi triển khai đội hình, ẩn vào các khu rừng sâu, giữ bí mật và chờ ý kiến ở nhà. Đêm đó, sau ca gác đầu, khoảng 9 giờ, những ánh đèn pin quét sáng láng qua lại, cách ta chỉ chừng 300 mét, tiếng dấu chân qua lại rất rõ, những tiếng động, âm thanh lộn xộn đang bao quanh. Ánh đèn pin càng lúc càng nhiều, chứng tỏ rằng khu vực này chúng rất chủ quan. Đầu tháng tư năm 1979, Sư đoàn 307 bước vào giai đoạn củng cố lực lượng và xây dựng thế phòng thủ chiến lược. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc cùng F309 giải phóng và truy quét tàn quân địch ở Mundunkiri, trung đoàn 94 về lại đội hình sư đoàn 307. Sư đoàn 309 bằng đường không và đường bộ đã lật cánh sang mặt trận 479 cùng với E726 của Đắk Lắk thay thế khu vực này là sư đoàn 2 chủ lực quân khu 5. Đơn vị có truyền thống cho thuê, chi viện cho các mặt trận ngoài quân khu 5. Vừa nghi binh rút khỏi đội hình quân đoàn 4, về nước bằng đường không lẫn đường bộ. Sau đó vòng lại truy quét chiến trường Đông Bắc. Qua ngõ quốc lộ 13 Tây Ninh, Sở Tung cheng, Von Sai, Còn Nhách. Đồng thời với việc tăng cường lực lượng từ hậu phương như sư đoàn 315, được bố trí bên bờ sông Mê Công Trung đoàn 20 Công an Nhân dân Vũ Trang tăng cường cho tỉnh Brekvihir. Các đoàn chuyên gia được thành lập từ đoàn 5501 đến đoàn 5504. Đoàn 5504 phụ trách địa bàn tỉnh Brekvihir, căn cứ đoàn bộ ở thị xã Kulen và Phnom Penh, chịu trách nhiệm từ Rô Viêng, giáp với lực lượng quân khu 7, tỉnh Kompong Thom và đến núi Hồng của F302 quân khu 7 bản đồ tác chiến của mặt trận 579 ở phòng tham mưu F307, chẳng chịt các ký hiệu, di chuyển và bố trí quân. Tình hình chiến trường lúc đó yêu cầu tính khẩn trương cao độ của toàn mặt trận 579. Tiểu đoàn 210 E20 Công an Vũ Trang được đưa vào thay thế cho D1 E95, chấn thủ chùa Breakvihia. Đội hình D1 E95 được chuyển về địa bàn Phum Cam Tuốt C1 ở hướng đông, C2 do quân số ít, tăng cường thêm C4, bố trí tại Phung tra C3 bố trí ở ngầm xạ em, là giao lộ của đường 69 và 120. Khối dê bộ bố trí trong phung Càn tuốt. Có sự thay đổi lớn về nhân sự trong thời gian này. Thiếu tá Ma Thanh Toàn, E trưởng E95, sau này là tư lệnh quân khu 2, cùng một số cán bộ cấp trung đoàn, tiểu đoàn, về nước đi học và chuyển vùng. Đội ngũ cán bộ cấp B, C cũng về Hòa Cầm, Đà Nẵng, học trường quân chính của quân khu 5. Đội ngũ này cuối năm 1979, đầu năm 1980 trở lại đơn vị, thay thế các vị trí do sự tuyên truyền. Trung đoàn 95 thành lập thêm D10 để bảo vệ khu vực e bộ. D trưởng đầu tiên là Trịnh Minh Hổ, sau này là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định. Lực lượng trinh sát sư đoàn lúc này mới thực sự tập trung. Chốt ở phía Bắc ép bộ F307, tại giao lộ 120 và 69, ngầm xa em. Suốt cả hành trình chiến dịch bị chia 5 xe 7. Anh em trong toàn đơn vị bây giờ mới tập trung, chăm lo, củng cố, xây dựng đơn vị. Trong sư đoàn, chỉ có xe chính sát là không có ai thuyên chuyển, vì quân số còn ít. Cơ bản sử dụng cán bộ tại chỗ anh em hầu hết là lính mới nhập ngũ các năm 1977, 1978. Bộ chỉ huy đến tháng 9 năm 1979 mới bổ sung hoàn chỉnh đủ 4 người từ các đơn vị của D32, trinh sát quân khu đi học chuyển về. Tháng 9 năm 1979, sau đợt bổ sung quân số tháng 7 năm 1979, bao gồm anh em các tỉnh quân khu 5, đa số là tỉnh Khánh Hòa. Toàn sư đoàn bước vào đợt truy quét đầu tiên sau chiến dịch được E20 công an vũ trang hỗ trợ phía sau của địa bàn. Mỗi E có một D thực hiện nhiệm vụ này, vốn gắn bó với E95 ngay từ chiến dịch. Tôi được điều về trung đoàn anh cả, cùng hơn 10 anh em khác. Khó khăn lớn nhất lúc đó của anh em ta là quân trang. Hầu như không ai còn bộ quần áo nào lành lặn. Nhiều anh em bộ binh phải dùng cả dây kẽm mìn KP2, khâu những đường chỉ đã bị bung dây vải đã bị hư toàn bộ. Nhìn anh em công an vũ trang được trang bị giày ba ta thấp cổ, ai cũng thích. Nhìn đoàn chiến sĩ ra đi trang bị như vậy, cả tư lệnh Phạm Bân và chính ủy Lê Lung không khỏi chạy lòng. Chính tư lệnh cũng và kiểm tra công tác chuẩn bị của G1E95 với đôi giày đã không còn nguyên vẹn. Cánh quân thứ hai của đợt truy quét là G7E29 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu cháy giáp với địa bàn của đoàn 5504 về hướng An Long Vang để có thể hỗ trợ cánh quân của D1 E95 từ phía sau nếu có tình huống không thuận lợi để đảm bảo cho bộ đội cơ động nhanh và hiệu quả vì địa hình truy quét quá khó khăn phải vượt qua nhiều suối lớn ta chỉ dùng hỏa lực cá nhân là chính hạn chế dùng hỏa lực mang vác nặng đội hình truy quét hướng E29 được hỗ trợ pháo binh của E572 quân khu 5 tại Kulen và E95, E94 vẫn giới hạn trong tầm pháo chi viện của sư đoàn. Cánh thứ ba là D4, E94 do mới về lại đội hình sư đoàn nên nhiệm vụ truy quét có phần hạn chế hơn, đảm bảo địa hình khu vực núi cụt về đến trong Khasan cùng với E576 pháo binh của F sau lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đội hình truy quét của các hướng trong toàn sư đoàn 307 lên đường. Giữa những cơn mưa lớn, chiến miên của vùng cực Bắc Campuchia, một nhiệm vụ mới bắt đầu với muôn vàn khó khăn vất vả ở phía trước. Ca làm việc của thông tin đã hết, phải chờ đến sáng mới liên lạc ở nhà được. Anh biểu E95 bàn với tôi về tình huống này và cuối cùng quyết định bám theo địch không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu xem Chúng đang làm gì Xác định trên bản đồ Chúng tôi đặt tình huống Là nếu chúng đi thẳng Thì đội hình chúng tôi cắt ngang qua D1 Cách đội hình D1 đang phục Gần 2km Còn nếu bọn chúng vào phun Thì sẽ đụng phải quân ta Bí mật bám theo chúng trong đêm Luôn xác định và theo dõi trên bản đồ xem Chúng có chuyển hướng vào đội hình D1 không Ban ngày đi đã khó Ban đêm càng khó hơn Chúng tôi buộc phải bám theo và cách chúng không quá 50 mét. Có những đoạn do địa hình chỉ còn vài chục mét. Căn cứ vào đội hình của địch, chúng tôi phán đoán khoảng hơn 100 tên, nhưng không rõ chúng làm gì. Chúng bám theo con đường mòn, mà chúng đã đi nhẵn, nên chúng đi nhanh hơn ta. Suốt một đêm theo dõi, và lúc này chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, là không đi đúng vào đội hình D1. Đến giờ mở máy liên lạc buổi sáng, thì chúng dừng lại, nghỉ bên một bãi chẳng cỏ, cách D1, chừng 4 km. Lúc này chúng tôi mới biết là chúng đang vận chuyển, nhưng không hiểu là hàng hóa hay vũ khí. Chúng tôi báo cáo tình hình về D1 và nhận được lệnh phải bám theo địch và liên tục phải báo cáo về hướng di chuyển của chúng. Chúng tôi vừa bám theo địch, vừa cố gắng bắt liên lạc với D1. Đang trên đường hành quân tiếp cận với đội hình địch. Sau giờ giải lao, địch lại lên đường và theo hướng về Trom Khơ San. Hai giờ sau, xác định được hướng hành quân của D-1, chúng tôi bắt liên lạc với đội hình D-1, nghiên cứu và cân nhắc tình hình, tương quan lực lượng cũng như vũ khí. Lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra, nhất là tình huống đây chỉ là lực lượng đi đầu, còn một lực lượng lớn ở phía sau. Phương án tác chiến được thông qua Thứ nhất, đội hình địch khoảng gần 100 tên, trang bị bằng AK và vài khẩu AT, không thấy trang bị vũ khí khác. Thứ hai, C2 hỗn hợp cộng khẩu DKZ nhanh chóng cơ động về phía con suối trước đội hình khoảng hơn một cây số, đưa đội hình vượt qua suối, phục kích phía bên kia bờ. Vì địch sẽ dừng lại để vượt suối Lưu ý có khả năng Một lực lượng địch đón nhận hàng Ở phía bên kia suối Thứ ba lực lượng còn lại C1, C3 và hỏa lực 12 ly 7 sẽ bám theo địch hai bên bờ suối và chờ thời cơ để nổ súng. Thứ tư, một bộ phận trinh sát và bộ binh nằm lại vị trí theo dõi phía sau địch. Chẳng hiểu lý do gì mà bọn địch dừng lại lâu thế, chắc hơn một giờ đồng hồ. Cả bộ phận D1 đều nóng ruột. Thủ trưởng Nam nhắc nhở cho bộ phận trinh sát phía sau cảnh giác vì có thể chúng chờ đội hình lớn phía sau, nhưng tình huống này cuối cùng cũng không xảy ra. Khi đội hình địch bắt đầu xuất phát, bộ phận tiền trạm phía trước của C2 báo về là đã vượt suối xong, không thấy lực lượng nào của địch ở vị trí bên kia suối. Ta triển khai đội hình bám theo địch và có lệnh là bất cứ cánh quân nào bị lộ là nổ súng. Đội hình chúng đi rất co cụm và luôn nói chuyện không ngớt. Khi đến bờ suối chúng dừng lại và chuẩn bị vượt suối. Nhưng khó khăn là vị trí vượt của chúng cách vị trí C2 phục gần 500 mét, nên C2 buộc phải di chuyển theo vị trí đội hình chúng. Nơi chúng vượt là lòng suối hẹp hơn các đoạn khác chỉ chừng vài chục mét. Nước chảy rất xiết, chúng đổ một cây dầu đỏ đường kính hơn một mét vắt qua ngang suối và dùng rìu đẽo gọt mặt trên của cây bề mặt tiếp xúc với bàn chân khoảng 50-60cm. Có làm dây rừng để vịn tay khi qua suối. Sau trận đánh kiểm tra, cây dầu đỏ này thì chúng đã đốn chừng vài tháng. Vết dầu chảy đã cứng lại từng mảng, chứng tỏ chúng đã dùng con đường này để vận chuyển nhiều chuyến vào sâu trong nội địa. Phương án tác chiến lúc ban đầu là chờ lúc đã qua suối khoảng một phần ba lực lượng thì C2 nổ súng. Đồng thời phía hai bên sườn C1 và C3 cũng đồng loạt nổ súng theo Khi quan sát thấy địch co cụ Chủ quan dễ bị tiêu diệt Thủ trưởng Nam đổi ý định lúc ban đầu Dùng lực lượng C1 và C3 Đánh thốc từ phía sau Dồn chúng ra bờ suối C2 chỉ dùng lực lượng nhỏ Giải dọc theo bờ suối Dùng cách bắn tỉa để tiêu diệt Vì khi rớt xuống suối Nước đang chảy xiết như thế Khả năng còn sống rất thấp dù biết bơi giỏi. Lực lượng còn lại của C2 không động tĩnh để giữ bí mật. Chuẩn bị tình huống đoán đánh lực lượng nhận hàng của địch. Khi nghe nổ súng chi viện cho bộ phận chuyển hàng. D trưởng D1, thủ trưởng vệ, sử dụng khẩu B40 của một chiến sĩ C3 bắn đầu tiên. Phát lệnh nổ súng. Cự ly tiếp cận địch của C3 gần hơn C1. Sau đó đồng loạt các loại B bắn vào đội hình để uy hiếp địch và sát thương hiệu quả hơn. Sau đó là các loại trung liên và tiểu liên cá nhân. Lực lượng địch bị bất ngờ, chỉ bắn về phía ta một hai trái AT và những loạt đạn AK kéo dài chỉ được vài phút. Sau này anh em C2 phía bên kia suối kể lại, thì ngay loạt đạn đầu tiên địch đã bị tiêu diệt nhiều. Lực lượng nằm lại bờ suối bắn lại ta khoảng vài chục tên nhưng phản ứng cũng không kịp vì bị C2 bắn tỉa. Cùng với một số hoàng quá nhảy xuống suối bị nước cuốn đi. Một nhóm địch bảy tên có hai nữ thấy ta tấn công mạnh quá co lại gần một ụ mối. Khi C1 tiếp cận bờ suối thì chúng nổi lên khóc và ôm chặt vào nhau. Kiểm tra hàng của địch thì nhiều nhất là mìn KP2 và đạn B40. Khổ sở cho anh em ta lại phải vận chuyển ra đường 69 cả mấy tấn vũ khí để chờ bộ phận phía sau lên giải quyết chiến lợi phẩm cùng với tù binh địch đội hình D một phải dừng cuộc truy quét lại vì công việc phải mất vài ngày vì còn phải thông đường về gần đến Phung trà bộ phận trinh sát tiếp tục lên đường hướng về phía tây để vào vùng nông trường An Long Ven chuẩn bị địa hình cho D một truy quét từ vị trí D1 dừng chân Đến khu vực An Long Vang Không còn xa lắm Chỉ hơn một ngày đường Nhưng do địa hình quá phức tạp Nên phải mất hai ngày Mới tiếp cận được khu vực An Long Vang Mưa như chút nước Suốt cả ngày lẫn đêm Quân trang thiếu thốn Không ai còn đủ hai bộ quần áo cho lành lặn Do lực lượng quá mỏng Trên dưới 20 người Nên không dám đốt lửa nấu cơm Cũng như hong khô quần áo Giày, bi tất Ban đêm ngủ mặc bộ quần áo khô Phơi bộ quần áo ướt Sáng hôm sau lại mặc quần áo ướt để hành quân An Long Vang là một khu vực bằng phẳng Chiều dài khoảng vài chục cây số Từ bia rừng trong nội địa Đến chân dãy đang rách Cũng vài cây số có hơn Khi bộ phận trinh sát Tiếp cận cách vùng chính Trên dưới 5 km Thì gặp một bãi mía ngút ngàn Cao quá đầu người leo lên cây bằng lăng để quan sát thấy cả một khu vườn với các loại cây ăn trái có cả rừng dừa mấy trăm cây chữ quả không vào phun chính vì lý do lực lượng ít lỡ gặp địch khó có thể hoàn thành nhiệm vụ nên suốt ba ngày liền thay phiên nhau quan sát ban đêm bỏ vào phun nắm tình hình có địch hay không lúc này phải dùng máy thông tin 71 loại 2 w mới liên lạc được với sở chỉ huy E95 và sư đoàn. Do tình hình thay đổi so với dự kiến trước đây, bộ phận truy quét được tăng cường thêm lương thực cũng như trang bị thêm cối 82 để có thể tác chiến dài ngày. Ngày thứ 9, đội hình D1 bắt liên lạc với trinh sát và tiến vào phung chính. Là một phung gần biên giới, nhưng có thể là một phung quan trọng, nên nhà cửa ở đây đông đúc, không có dấu hiệu của sự hoang tàn chiều dài của phum dài hơn 2 km. Nghe dân nói, đây là một nông trường lớn của Pol Pot. Sau khi D1 bố trí đội hình phòng thủ trong phum hoàn chỉnh, bộ phận trinh sát được nghỉ 2 ngày để lấy lại sức sau mấy ngày cô đơn độc mã giữa rừng gươm. Anh em ở chung với khối dê bộ D1 nên cũng thoải mái đôi chút. Tất cả mọi thứ đều do D1 đảm nhiệm, từ tuần tra cho đến gác đêm kiểm tra dấu vết trong phum thì vẫn có sự hoạt động của địch nhiều dấu vết vẫn còn mới khả năng địch vẫn lui tới khu vực này đài kỹ thuật của sư đoàn luôn thông báo là có sự di chuyển của địch trong khu vực và qua trận đánh trước ta bắt tù binh nên cũng khai thác được đôi chút về tình hình của địch đội hình c 1 được chia thành hai mũi truy quét do trinh sát e 95 đảm nhận mỗi mũi là c tăng cường còn một c bảo vệ phum bộ phận trinh sát sư đoàn không tham gia truy quét cùng với d một mà có nhiệm vụ tuần tra sát biên giới nắm tình hình và báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn một lực lượng gần hai mươi người trang bị máy bảy mốt w lương khô mười ngày trang bị y tế thuốc men đầy đủ chúng tôi lại lên đường theo yêu cầu của nhiệm vụ cách xa d một hàng chục km bám theo sườn núi phát hiện có dấu vết của địch Từ An Long Vang Cắt về hướng tây bắc một ngày đường Chúng tôi đến địa phận Giáp với tỉnh Siêm Diệp của quân khu 7 Theo nhiệm vụ được giao Chúng tôi bắt liên lạc với Bộ phận trinh sát của mặt trận 479 Nhưng chờ cả ngày Trong phạm vi hơn 2 km vuông Mà không gặp anh em 479 Đành phải quay ngược về hướng đông Bám theo dọc biên giới Men theo dìa các bình độ thấp Ở dưới dãy Đăng Rách sau này mới biết là trinh sát ta gặp địch thương vong nhiều nên không thực hiện được kế hoạch dù cuối mùa mưa nhưng khu vực này quả là nhiều suối nước từ đất thái lan chảy về như thác độ nên cũng rất khó khăn để vượt qua các con suối chỉ có một chiến sĩ quê ở cam đức cam ranh khánh hòa không biết bơi chúng tôi phải đi ngược lên bình độ cao hơn cả mấy giờ liền để tìm vị trí thuận lợi để vượt qua sau này khi đơn vị trinh sát nhận tân binh phải yêu cầu biết bơi giữa ngày thứ tư của cuộc tuần biên chúng tôi gặp một kho của địch với nhiều căn nhà tranh mỗi căn dài gần chục mét nhưng không có vách lui lại vài trăm mét chiếm được các vị trí có lợi bố trí lực lượng chiến đấu và tổ chức bám địch suốt cả buổi chiều năm anh em bám sát mục tiêu nhưng không phát hiện địch ban đêm tranh thủ trời mưa to ta tiếp cận dãy nhà kho này. Đây là trạm trung chuyển vũ khí của bọn Pol Pot. Hàng trong kho này toàn đựng trong thùng gỗ các loại. Một số chúng tôi xác định như thùng đạn B40, ống thiếc đạn DKZ. Báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn thì nhận được chỉ thị tiếp tục quan sát xung quanh và chờ lực lượng D1 tới. Thông tin được liên lạc 24/24. 24. Khoảng xế chiều ngày thứ Sáu Chúng tôi bất ngờ phát hiện hai con voi to Trên lưng chở đầy hàng hóa Thấy những thùng gỗ có con số 800 Màu trắng Sau đó là một toán pol pot hơn chục tên Quần áo đen có vẻ nhếch nhác Nhiều tên không thấy mang súng Số còn lại chỉ mang AK bán xếp Đi vào khu vực kho Đến nơi chúng cho voi dừng lại Dỡ hàng xuống Vác đem chất vào kho Gần tối Có lẽ chúng biết là ta mới đánh chúng cách mấy ngày nên cũng cảnh giác phần nào. Có 8 tên mang súng đi vòng quanh kho để kiểm tra. Có hai thằng chỉ cách anh Hoàng, quê ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, chỉ hơn chục mét. Không thấy gì, chúng về kho và có mấy thằng mắc võng ở đầu nhà kho. Ban đêm chỉ nghe chúng nói chuyện rôm rả và cười chứ không đốt lửa. Qua liên lạc, đội hình D1 chỉ có lực lượng C2 là gần chúng tôi nhất. Nên vào lúc đó C2 cách chúng tôi hơn 10 km, như vậy phải mất gần một ngày nữa thì C2 mới tiếp cận được mục tiêu. Lệnh của sở chỉ huy E95 như sau: Nếu sáng mai trên đường đi, C2 gặp địch nổ súng, không thể đến nơi được, bộ phận trinh sát được phép tấn công địch nếu cảm thấy thuận lợi, không chờ lực lượng bộ binh. Lưu ý trong trận đánh, bằng mọi giá phải giải quyết tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, tù binh, hàng binh. Nếu vì điều kiện không thể nổ súng được cũng cố gắng bám địch, chờ hướng giải quyết của cấp trên. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng D1 trong tác chiến. Một đêm mất ngủ, hồi hộp và lo âu. Với nhiều tình huống được nêu ra. Hầu hết anh em phải ngồi, vì tình hình này đâu cho phép căng tăng mắc võng để ngủ. Mệt mỏi và có vẻ cũng đã đối sức. Và anh em lính mới chưa quen chịu đựng, cũng ngủ được ngon lành. Chùm tấm ni lông phủ thân người ngồi trên một phiến đá dưới một cây bằng lăng. Nước từ trên núi chảy xuống dưới chân. Tôi không tài nào nhắm mắt được. Tâm trí nghĩ miên man. Tình huống ngày mai sẽ ra sao? Nằm chằn chọc mãi, có cả cảm giác sợ hãi len lỏi vào trong suy nghĩ. Gần hai mươi con người, đâu phải là ít. Cũng ngần ấy gia đình, tất cả vẫn còn quá trẻ. Mới ngày nào vẫn còn vòi vĩnh tiền mẹ dẫn bạn gái cùng lớp đi ăn chè thấy con gái tim đập loạn xạ không dám nhìn thẳng mặt con gái hỏi ú ớ nói không ra tiếng lắm cậu cho đến khi vào trường huấn luyện còn là cái đuôi ảo của một bóng hồng nào đó viết thư về nhà phải chờ những lão tướng kinh nghiệm chỉ vẽ lắm lúc giờ khóc giờ cười cho những câu chuyện câu văn ngớ ngẩn và ngây ngô giờ đây vẫn bình thản ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra giữa trời mưa to, nước đổ, nơi vùng rừng sâu heo hút của vùng cực Bắc Campuchia. Nỗi nhớ quê nhà, nhớ những đêm trời mưa, rồng bão, lênh đênh trên biển. Sáng sớm từ trong bến nhìn ra, thấy những chiếc túng câu thấp thoáng từ đằng xa. Bằng linh tính của người mẹ, biết con mình về đến bến an toàn. Nhìn con trai vật lộn với sóng gió, biển cả thâu đêm, cặp mắt sâu không ngủ của mẹ. Đêm nay giữa rừng khuya giá lạnh bên sự sống và cái chết chỉ là làn danh nhỏ lần đầu tiên còn thấu hiểu chiều sâu nội tâm của đôi mắt mẹ ngày xưa đêm mưa ở đắc đoa ta và người trong căn nhà xe vắng lạnh bàn tay nắm truyền hơi ấm cho nhau trên cán dù mưa giả xích những cơn mưa vô tình thấu hiểu lòng người đi tìm hơi thở khát khao và cảm nhận vòng tay của tuổi thanh xuân một buổi chiều sau Tết Nguyên Đán. Trời gần sáng, tôi gọi sáu anh em lính cũ lại. Những con người dù còn rất trẻ như tôi, cũng đã dạn dày kinh nghiệm chiến trường qua một chặng đường chiến dịch để nêu ra những tình huống xấu nhất, buộc phải nổ súng đơn độc, không có sự chi viện của lực lượng bộ binh, động viên tinh thần anh em vững vàng trước những thử thách khó khăn. Vì đối với anh em lính mới được bổ sung vào đơn vị đây là lần thứ hai nổ súng đánh địch sức mạnh và tinh thần của họ dựa vào những người lính cũ tan sương sớm khi đã rõ mặt người thấy bọn địch ngủ chưa dậy chỉ vài tên lính gác hay là chúng thức dậy sớm đi lòng vòng quanh nhà kho chỗ hai con voi sửa sang lại cái gì trên lưng con voi thời cơ nổ súng chăng anh em lính cũ cũng đoán được suy nghĩ băn khoăn của tôi họ chỉ tay vào địch và ý muốn nổ súng, cân nhắc và đánh giá tình huống, thấy chưa phải là tình huống bắt buộc và thuận lợi để nổ súng, vì nhiều anh em không đọc bức điện của E95. Tôi làm hiệu, cứ bình tĩnh chờ đợi. Chúng loay hoay nấu cơm ở đầu nhà kho, cũng có thằng đi múc nước, kiếm củi, nhóm lửa. Một số khác lom khom trong kho không hiểu làm gì. Chỉ nghe tiếng chúng gõ cửa ở phía trong lực lượng chúng đang tháo rỡ cái gì đó, mang ra chỗ con voi và đặt ở đó. Chúng dùng thịt hộp, khói bốc lên. Chúng ăn cơm, chia thành ba nhóm. Chính xác đếm được 17 thằng. Có hai thằng khi chết nhìn mặt khoảng 13 đến 14 tuổi. Chúng đựng cơm trong một khay và ăn bốc theo kiểu truyền thống. Có thằng đứng, có thằng ngồi. Thằng vừa ăn vừa nhìn trời. Tất cả đều không mang súng bên cạnh. Anh Hoàng hai lần nhìn sang tôi và chờ đợi. Men theo tảng đá, tôi lại vị trí của anh Hoàng, làm hiệu tấn công, truyền khẩu lệnh tấn công theo phương án. Khi tôi và anh Hoàng bắn hai trái B40 đầu tiên, đội hình chỉ có hai khẩu B40, mỗi khẩu có bốn trái đạn. Đội hình bên trái anh Hoàng sẽ bắn yểm trợ, đội hình bên phải nhanh chóng chớp thời cơ sông lên, vừa cơ động vừa bắn vào đội hình địch với một thời gian nhanh không cho chúng kịp trở tay. Đây là lối đánh truyền thống của trinh sát. Nhìn liếc qua, thấy tôi đặt khẩu B40 lên vai và thuận lợi về hướng anh bắn, nên anh Hoàng bắn trước tôi vài giây. Tôi nhắm mục tiêu và bóp cò. Hai quả đạn nổ ngay giữa đội hình địch. Tôi đưa lại khẩu B40 cho một chiến sĩ, chụp nhanh khẩu AK và phát lệnh xung phong. Dưới sự chi viện tối đa của phía trái là anh Hoàng bảy anh em lợi dụng địa hình và nhanh chóng áp sát địch. Phía trái anh Hoàng nã tiếp một trái B40 nữa. Khi thấy cánh phải chỉ còn cách địch 10 mét, địch không kịp phản ứng, không có loạt đạn nào bắn trả. Toàn bộ đội hình ta xông lên chiếm trận địa, nhanh chóng dọn sạch chiến trường. Ta thu được 10 súng và diệt 14 tên, không biết ba thằng nữa chạy theo hướng nào mà nhanh thế. Đang loay hoay thu súng và kiểm tra xác địch, một ánh chớp lóe lên kèm một tiếng nổ tưởng là địch đánh tập hậu anh em chỉ kịp nằm xuống ánh chớp và tiếng nổ thứ hai lúc này anh em mới phát hiện là từ trong kho biết là kho đạn bị kích nổ kho bắt đầu bốc cháy anh em nhanh chóng chạy thoát ra ngoài rừng có lẽ do tiếng nổ lớn và liên tục nên dê một điện hỏi nhưng vì thời tiết xấu máy liên lạc không tốt phải mất cả giờ D1 mới nhận được thông tin đầy đủ về tình hình. Lúc này chúng tôi còn cách đội hình của C2 chừng 4 km và phải gần 2 giờ sau, hai cánh quân mới gặp được nhau. Nghe súng nổ, anh em C2 tưởng chúng tôi bị chặn đánh. Vận động khẩn trương bất chấp địa hình. Khi gặp nhau, nhìn lại quần áo của anh em bị rách tả tơi do vướng mắc vào các vật cản. Mặt mày anh nào cũng đầy bùn đất do mưa trượt chân ngã khi leo đồi. Đội hình được lệnh quay về An Long ven Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi mới tiếp cận được đường chính và nông trường. Anh em chính sát D1 phải dùng ánh đèn pin để làm hiệu. Và chúng tôi đáp lại bằng tiếng kêu như con tắc kè. Sau nhiều tháng không tác chiến, trận đánh của D1 E95 được báo cáo thành tích tại đại hội thi đua quyết thắng sư đoàn 307 lần thứ nhất vào cuối năm 1979. Trận đánh tiêu biểu diệt địch của trinh sát sư đoàn cũng được báo cáo tại đại hội, được coi là trận đánh mang tính điển hình cho các đơn vị trinh sát song sư đoàn. Sau năm 1979, địch dùng chiến tranh du kích quấy phá tà, nên nhiều khi trinh sát cũng phải tác chiến độc lập ở cấp B, nhất là khi đánh vào các toán nhỏ lẻ của chúng dọc theo biên giới Thái Lan Chúng tôi nghỉ ngơi được vài ngày, trang bị thêm cơ số đạn, lương khô cho bộ phận trinh sát. Không còn 701 và 702 mà là 781 của Việt Nam, giống như bột gạo lứt bích chi ép cứng. Gạo và thực phẩm cho anh em bộ binh. Chúng tôi lại lên đường. Bộ phận trinh sát sư đoàn vẫn đi độc lập. D1 sử dụng C1 và C3 tiến hành truy quét cách biên giới 5 đến 10 km theo hướng về chùa Breakvihir khối dây bộ và C2 ở lại An Long Ven. Khi về đến sư đoàn bộ, chúng tôi mới biết là E29 đưa lực lượng lên thay cho D1, E95, có nhiệm vụ tiếp tục truy quét và chốt giữ ở khu vực này. D1, E95 quay về Cam Tuốt, truyền đội hình về lại chùa Break here để bố trí lại đội hình phòng thủ. Vì tình hình không ổn, khi anh em E20, công an nhân dân vũ trang, chốt giữ ở khu vực này. Từ An Long Vang, chúng tôi cắt thẳng về hướng bắc, đông bắc dọc theo biên giới, khu vực cửa khẩu 547 sau này. Qua một ngày hành quân, chúng tôi thấy khu vực này địch thường xuyên đi lại, có những nơi thành đường mòn nhẵn, bề ngang có nơi cả mét, chứng tỏ lực lượng của chúng khá đông. Sở chỉ huy E95 lệnh cho chúng tôi triển khai bám theo con đường mòn về hướng biên giới. Phục kích cả ngày, chúng tôi không phát hiện gì. Có lẽ bị ta chặn đánh hai trận Thương vong nhiều Và mất kho vũ khí Nên có thể chúng chững lại Không vào sâu trong nội địa nữa Ngày thứ ba Khi tiếp cận gần với khu vực 547 Trinh sát phát hiện mọi pol Tại một phun nhỏ Phun này không có trên bản đồ Nhà lập bằng tranh Không có vườn cây ăn trái Xung quanh có những nương nhỏ trồng mía Chuối và đậu xanh Do lực lượng mỏng và địa hình phun trải rộng không theo chiều nào nên rất khó quan sát. Chia nhỏ lực lượng thì không ổn. Lỡ có gì bất chắc thì không xử lý kịp. Điện hỏi sở chỉ huy E95 thì được biết đội hình truy quét của C1 và C3 cách chúng tôi trên 20 km. Yêu cầu của trên là trinh sát phải nắm chắc lực lượng, cách bố trí và chúng đang làm gì. Không còn cách nào khác, chúng tôi tổ chức bám địch theo từng khu vực. Chúng có khoảng 40 đến 50 tên, chia thành bốn nhóm nhỏ trong toàn bộ khu vực. Nhiệm vụ của chúng là tất cả đang đào hầm. Từng nhóm lính có cảnh giới phía bên ngoài chừng vài chục mét. Sở chỉ huy E95 quyết định điều C1 về khu vực tác chiến, có dê phó D1 theo mũi này. Một chuyện giờ khóc giờ cười xảy ra. Sau khi ăn bữa trưa xong, có hai chiến sĩ bỗng lên cơn sốt, mặt mày đỏ bừng người lạnh run như cầy sấy hai môi đánh lập cập từng cơn đây là chuyện bình thường nhưng nói thật lúc ấy tôi cũng bối rối không biết xử lý ra sao trước giờ đi trong đội hình lớn có quân y sĩ và y tá họ lo đâu có ngờ tới cảnh này để lại bốn anh chăm sóc chúng tôi vẫn phải tiếp tục bám địch trước khi đi tôi cho anh em uống thuốc phòng ba bọc nhựa tám viên màu nâu của trung quốc và trích cho mỗi người một mũi quy nin 50% theo chỉ dẫn của quân y. Đến xế chiều, lợi dụng trời đổ mưa to, tên lính gác chạy sâu vào trong trú mưa. Ta bám sâu vào khu vực của địch. Một nhóm địch đang nổi lửa, nhưng không biết chúng làm gì. Quan sát kỹ, không thấy hiện tượng gì khả nghi. Ta rút ra ngoài hơn 200 mét để nghỉ đêm. Một đêm anh em mất ngủ, căng hai tấm che mưa mắc võng cho hai chiến sĩ bị sốt còn hầu hết anh em ngủ ngồi thay phiên nhau canh giữ bệnh ban đêm tình hình cũng không thuyên giảm hơi nóng từ trong người tỏa ra ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được anh em vẫn sốt ly bì và mê man sợ nhất là anh em lên cơn mê sảng la lối thì bị địch phát hiện hoặc rớt xuống võng lính gọi là giật kinh phong may sao trời gần sáng có vẻ thuốc đã có tác dụng anh em tỉnh dậy và đòi nước. Lợi dụng buổi sáng trời nhiều sương mù, tranh thủ đun sôi nước pha sữa. Mỗi người cũng cố gắng uống được hai lon. Mọi việc gần như ổn khi trời sáng. Ta tiếp cận khu vực sớm, không phát hiện tên địch nào ở trong khu vực. Vẫn giữ khoảng cách năm mươi đến bảy mươi mét và quan sát không vào sâu thêm. Khoảng tám giờ, chúng xuất hiện vài chục tên, vác trên vai cuốc và sẻng. Không thấy chúng mang súng cũng có một tên địch mang khẩu AK ra phía ngoài vài chục mét, leo lên một cây bằng lăng, ngồi cảnh giới. Chúng tiếp tục đào. Từ dưới hố, chúng vãi đất lên bờ, thấy rõ. Biết được vị trí chúng cảnh giới, ta để lại năm anh em tiếp tục quan sát, còn lại chuyển qua hướng khác để tiếp cận địch. Phía trong phum cách vị trí chúng đào hầm vài chục mét, có một toán địch đang gõ gì đó nghe leng keng. Lát sau thấy chúng khiêng ra những thùng gỗ Ống đạn để Bỏ ở phía ngoài Đến buổi chiều khoảng 3-4 giờ Chúng mang vác những thùng gỗ ra hố chúng đào Và đưa xuống hố Nhưng do trời mưa to Chúng dùng tấm ni lông xanh phủ lại Và rút vào trong Bước đầu ta phán đoán Địch đào hầm để trôn vũ khí Và báo cáo về nhà Lúc này C1 cách chúng tôi chừng 5 km và cả hai lực lượng cùng lấy dòng suối để bắt liên lạc. Anh em C1 cũng cố gắng tăng tốc hành quân và trinh sát cũng nhanh chóng đi dọc bờ suối để gặp nhau. Khi trời gần tối, hai bộ phận mới gặp nhau. Cách vị trí chúng gần 2 km, không kịp để triển khai lực lượng, đành phải dừng quân lại nghỉ. Riêng bộ phận trinh sát vẫn bám địch không rời vị trí. Thượng úy Thìn, dây phó D1 cùng anh em trinh sát 95 men theo bờ suối tiếp cận với khu vực. Đêm hôm đó, anh Thìn lên phương án tác chiến căn cứ và báo cáo của trinh sát. Tờ mờ sáng, bộ phận C1 đã nằm phía sau đội hình trinh sát, chờ phân công vị trí để cơ động nhanh, ta không biên chế hỏa lực mạnh đi cùng. Toàn đội hình có 3 khẩu B41, C1 có 4 khẩu B40, cùng với hai khẩu của trinh sát, hai khẩu RBD và còn lại là AK Lực lượng ta khoảng gần 100 anh em Phương án tác chiến như sau C1 đánh chính diện Bao gồm 3 mũi Mũi B là một mũi Mỗi mũi có hai trinh sát sư đoàn Dẫn lót đội hình Bộ phận trinh sát sư đoàn còn lại hơn 10 người Nhanh chóng vòng phía sau Chốt chặn đường rút của chúng Về phía bên kia biên giới Thái Lan Nhận lệnh xong Anh Giang C phó C1 Cùng các anh em trinh sát sư đoàn Rút ra ngoài vòng phía sau lưng chúng. Phía sau là một bãi tràng trống toàn là cỏ tranh và một khu ngập nước. Có một con đường mòn lớn chạy về hướng biên giới, cách đó chừng 2 km. Do địa hình khó bố trí nên anh Giang chỉ bố trí dọc theo con đường. Có một quả mìn Claymore, vì bên kia là bãi tranh trống, dễ bị địch phát hiện. Anh em vào vị trí, chờ lệnh nổ súng dẫn anh em B1 vòng qua con suối nhỏ và bố trí cách đội hình địch khoảng gần 100 mét. Tôi và anh Đỗ Phu, B trưởng B1, lính 1977, quê ở Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam, bám sát sâu hơn 20 mét, xem tình hình địch. Mũi này có chính trị viên C1, Nguyễn Tiến Trăn, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phú, chỉ huy. Quan sát thấy địch ra vào khu vực bình thường, không có gì nghi là bị lộ. Tôi và anh Phu bàn với anh Trăn Cho anh em vào sâu hơn nữa Men theo các bìa đá Và các hòm suối sâu Anh em B1 tiếp cận địch Một cự ly khá lý tưởng Một tình huống nằm ngoài phương án xảy ra Đoạn này khi kết thúc trận đánh Nghe anh em B3 kể lại Khi B3 là mũi chính diện Lót xong đội hình Một chiến sĩ bị trột bụng Và anh ta lui về phía sau khoảng 20 mét Để giải quyết tình huống đang làm phận sự thì anh phát hiện phía sau khoảng 10 tên địch đang đi về hướng ta và có khả năng vào vị trí của B3. Anh kịp thời quay về, run rẩy báo cáo với anh Diệp, chính trị viên phó C1. Khi đội hình B3 được thông báo đầy đủ thì địch chỉ còn cách ta vài chục mét, không thể chậm trễ, dê phó D1 phát lệnh nổ súng tiêu diệt nhóm địch này và làm hiệu lệnh tấn công cho toàn trận địa. Anh Dược chỉ huy nhóm anh em bắn vào trong Và lực lượng còn lại của B3 đánh bọn từ phía sau Nghe súng nổ từ hai phía Cánh B3 Anh Trăn phán đoán là B3 bị địch tấn công từ phía sau Anh đốc thúc anh em nhanh chóng vừa bắn mạnh Vừa cơ động nhanh chiếm trận địa Để chia lửa với B3 Những quả B liên tiếp nã vào trận địa địch Do tiếp cận địch quá gần Chỉ qua vài loạt đạn không có phản ứng của địch anh em B1 đã bám sát sau các ngôi nhà của địch. Nhóm địch đầu tiên đang ngồi gò lại mấy miếng tôn. Tôi và anh Phu phát hiện lúc nãy đã bị loạt đạn B đầu tiên tiêu diệt. Một căn nhà phát hỏa bốc cháy. Thấy có hai pol pot bị thương, chỉ một thằng có súng. Anh chăn bắn đuổi phía sau, uy hiếp tinh thần và dự định bắt sống. Nhưng hai tên này cũng bị hướng B2 phát hiện. Anh em B2 đã kết liễu đời chúng bằng một loạt RBD. Anh Khoa lùn, lính năm 1978, quê ở Hòa Xuân, Tuy Hòa, Phú Yên là xạ thủ RBD. Khó khăn lúc này là B3 do không đủ lực lượng uy hiếp địch. Ngay từ loạt đạn đầu, B3 bị địch phản lại bằng các loạt AK và cả AT. Lực lượng địch nơi đây cũng vài chục tên, cân bằng với hướng B3, mức độ phản công của chúng rất dữ dội. Có lẽ biết hướng B3 bị khó khăn cả hai cánh đều tấn công mạnh với sự cơ động nhanh nhằm giải tỏa cho hướng chính diện. Vòng qua phía phải, tôi thấy anh Diệp nấp sau một cây gõ to, dùng tay chỉ vào trong phất mạnh vì anh đang giữ một liệt sĩ và băng cho hai người bị thương. Tôi cùng bốn anh em nữa chọc thẳng vào hướng trước mặt. Những tiền địch cuối cùng vừa rút vừa bắn loạn xạ về phía sau. Bỗng một tiếng nổ to từ phía sau những loạt đạn ak bắn liên hồi có những tiếng bắn phản lại nhưng rất ít bên trong khu vực của địch ta đã làm chủ dê phó dê một lệnh cho các hướng rút ra ngoài phòng ngừa nổ kho đạn của chúng một bộ phận nhỏ lực lượng của ta thận trọng tiếp cận vào trận địa thu dọn chiến trường địch trên các hướng bị ta tiêu diệt qua quan sát thì đây là một khu vực trung chuyển vũ khí của bọn địch bị ta đánh ở mấy trận trước nên chúng có ý định chôn lại các loại vũ khí được bọc ngoài bằng kim loại xuống đất như thùng B40, nhiều nhất là ống đạn DKZ. Do không có lực lượng vận chuyển số vũ khí này, ta dùng bộc phá để phá hủy. Ta hy sinh hai, bị thương năm. Có một liệt sĩ là chiến sĩ mới về đơn vị khi cố gắng vượt qua khu hào của địch đào để chôn vũ khí. Anh bị trượt chân do trời mưa, ngã lăn trên đống đất cao bị địch phát hiện ở cự ly gần, phá xong kho đạn của địch, đội hình rút ra đường 69 để nghỉ đêm, ngày hôm sau di chuyển về hướng Cam Tuốt. Mưa như chút nước cả ngày, các dòng nước đổ về quần cuộn khi đưa hai liệt sĩ và thương binh vượt qua những dòng suối, phải đưa qua khỏi đầu để tránh cho anh em bị ướt. Khi về đến Cam Tuốt, trong bản tin 18 giờ của đài truyền hình Việt Nam, báo tin buồn Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng qua đời. Dù vẫn được khen là tiêu diệt được địch, thu nhiều súng và phá hủy kho tàng của chúng, cấp trên vẫn đánh giá là C1 tác chiến hiệu suất chưa cao, vẫn còn để địch chạy thoát nhiều, khoảng 20 đến 30 tên. Trinh sát chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ quan sát và bám địch phía sau chưa chắc chắn, tạo khoảng trống cho địch chạy thoát do địa bàn địch ở rộng, lực lượng ta mỏng phía sau chống trại. Khi vào khu vực này, địch bên kia biên giới có thể phát hiện ta, nên anh em trinh sát không thể làm khác được. E95 có đề nghị tặng huân chương chiến công cho bộ phận trinh sát trong đợt truy quét, nhưng hầu như không được chấp thuận. Đầu mùa khô năm 1979-1980, có sự thay đổi về bố trí lực lượng trên khu vực của sư đoàn đảm nhận. Tiểu đoàn 1 E95 đang truy quét thì nhận được lệnh quay về sau những trận đánh bất ngờ bị tổn thất người và vũ khí khá nặng địch có vẻ chừng lại không còn vận chuyển vũ khí qua biên giới thay thế vào nhiệm vụ của d một e chín mươi là d chín e hai chín từ phía sau lên bộ phận trinh sát f cũng có sự thay đổi thay thế b hai của chúng tôi là b ba do chính trị viên phó mới từ trinh sát quân khu về phụ trách Đợt truy quét sau còn có một bộ phận của G32, trinh sát quân khu 5 và của bộ tham gia. Có những trận đánh của E29 và lực lượng trinh sát hỗn hợp. Khi về đến đơn vị trong sư đoàn bộ, sư đoàn 307, giao lộ giữa đường 69 và đường 120, đơn vị cũng không còn ai. Tất cả đã đi công tác phối thuộc cùng các trung đoàn. Chỉ còn một vài anh em tân binh bị sốt nằm lại phẫu sư đoàn tới đơn vị có người hơn nữa nằm lâu ở khu vực phẫu cũng chán anh em tranh thủ giờ nghỉ trưa và sau giờ cơm chiều tạt ngang qua đơn vị để trò chuyện nghỉ ngơi được vài ngày tôi cùng anh em trong trung đội được bộ tham mưu sư đoàn cử đi phối thuộc cùng e chín bốn chuẩn bị địa bàn cho việc di chuyển sư đoàn bộ về khu vực cầu cháy nơi chúng tôi đã đánh một trận căng thẳng với lực lượng của pol pot trước khi tiến về trong cơ san trên đường của chiến dịch nơi sẽ diễn ra đại hội thi đua quyết thắng của sư đoàn nhưng sau này do tình huống không thuận lợi đại hội phải rời về kulen từ khu vực trong cơ san về kulen qua rô viêng và núi hồng địch đã bắt đầu hoạt động quấy phá ta vào cuối mùa mưa năm 1979 trên đường dự đại hội một xe của E95 đã bị tấn công thương vong một cán bộ chiến sĩ trong đó có dê trưởng E95, thủ trưởng vệ, người chỉ huy cuộc truy quét An Long Vang đầu tiên, cùng anh ứng C trưởng C2, D1 mới được bổ nhiệm, cùng với E94 chuẩn bị địa bàn với những trận đánh nhỏ lẻ, địch bắt đầu trà trộn vào dân và chờ thời cơ để tấn công ta. Căn cứ núi Hồng là nơi tập trung của nhiều đơn vị địch mà chúng ta đánh tan rã. Nhưng vào thời điểm đó, ta không đủ lực lượng để giải quyết. Sư đoàn phải đảm đương một địa bàn khá rộng, mùa mưa lại khó khăn. Hơn nữa, chủ yếu lúc này là do ổn định địa bàn trong dân, ổn định cuộc sống cho họ. Mục tiêu quan trọng của sư đoàn, chùa Breakvihir, có hiện tượng địch xuất hiện trên diện rộng. Anh em E20 Công an Vũ Trang vốn không phải là những đơn vị có sở trường giải quyết tình huống phức tạp xảy ra của chiến trường lúc đó. Trước tình hình phức tạp trên, sư đoàn 307 cần bố trí lại lực lượng phòng thủ cũng như tấn công địch. G1E95 tiếp tục giữ chùa Breakvihia. Xa xa về phía đông là căn cứ núi Cụt, cao điểm 428 do G2E95 đảm nhận. Mùa mưa năm 1980, anh em G2E95 phải vất vả mới giữ vững được đoạn biên giới này. Thời gian này, bộ phận trinh sát phối thuộc cùng E95 cũng phân tán lực lượng. Kết hợp cùng với lực lượng tuần tra dọc biên giới, phát hiện nhiều căn cứ của địch trên đất Thái. Đã có nhiều ý kiến từ cơ sở xin đánh các cứ điểm này, nhưng vì các căn cứ này nằm trong đất Thái Lan nên cấp trên không đồng ý, có lẽ do yếu tố ngoại giao giữa hai nước cấp trên chỉ yêu cầu một bộ phận trinh sát xác định các vị trí của địch tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có mệnh lệnh của trên trên toàn tuyến biên giới của E95 đảm nhận ta xác định có tất cả 18 cứ điểm của địch có những vị trí cách ta chưa đầy 2 km từ những cứ điểm này bắt đầu từ tháng 7 năm 1980 địch bắt đầu có những hành động vượt biên giới đánh ta quanh đi quẩn lại những nhiệm vụ trinh sát, nắm địch, củng cố địa bàn. Những ngày cuối mùa mưa năm 1979 lần lượt ra đi. Một mùa xuân nữa lại về, trải qua cái Tết thứ hai trên đất nước Chùa Tháp. Mùa xuân, mùa của những tiếng ve kêu ca đúng giờ, mùa của lá giang và cây ngót rừng đâm chồi nảy lộc, mùa của hoa lộc vừng nở đỏ trời miền cực bắc. Trong cùng một đơn vị có người là năm thứ ba ăn Tết cổ truyền trên đất bạn. Có người là năm thứ hai như thế hệ lính 1978 và có người là lần đầu đi lính năm 1979 nhận hai đợt quân hầu hết là quân khu 5 ở Quảng Ngãi, Ninh Hòa, Cam Ranh, Phú Khánh, Thuận Hải. Trên đất bạn miền nhiệt đới chỉ có hai mùa thì Tết là rơi vào mùa khô. Ai đã từng sống chắc chắn hiểu cái khắc nghiệt của mùa khô vùng cực bắc biên giới campuchia rừng khộp trọi lá những đám cháy từ tỉnh này kéo qua tỉnh khác dưới chân rừng khộp loại cỏ tre cháy trụi Chờ lại gốc chỉ còn lại mầm xanh của cây lá giang và ngót rừng nơi những ngụ mối ven đường ban đêm những cơn gió từ đất thái thổi về lạnh buốt xương đàn ve rừng của xứ sở này cũng lắm cái hay chúng kêu thành ca sáng trưa chiều và tối gần như rất chính xác từ đỉnh đôi phía tây của chùa Prickvihia phóng tầm mắt ra xa cả phía cam và thái lan là những khoảng trống chỉ thỉnh thoảng thấy những chùm hoa màu đỏ của các loại hoa rừng nhiều nhất là hoa lục vừng người đi trong rừng sẽ bị phát hiện nên mùa khô địch hầu như không hoạt động. Do tầm nhìn của chùa Vihir, bao quát một khu vực rộng. Trước Tết một tháng, nhân cơ hội sư đoàn đưa xe về đại tu định kỳ. Mỗi tiểu đoàn cử quân nhu về nước mua hàng Tết cho anh em. Mỗi đơn vị lập danh sách gửi cho người đi mua. Từng cây kim sợi chỉ Cuối cùng cũng được giải quyết thỏa đáng Năm đó khoảng 25 tháng chạp Tôi được phân công dẫn một số anh em đi đón đoàn xe từ bên nước sang qua ngã Công Pông Thom, từ Preah Hill xuôi đường 12 qua Kulen, Roving về Công Pông Thom. Khi tới địa bàn giáp danh hai tỉnh, hai mặt trận 579 và 779, chúng tôi dừng lại trong một khu vực rừng cao su để nghỉ trưa. Khi qua ngã 3 đường 12 và 6, cách tỉnh lỵ Công Pông Thom mấy chục cây số nhìn những cánh đồng lúa đang lên xanh, những đàn cò trắng bay cả cánh đồng rộng ba la, gợi lại trong lòng cảnh thanh bình của quê nhà, không như Peresvihia chỉ toàn là quả đen. Xe vượt chiếc cầu bắc qua sông Sen, quẹo phải chạy dọc theo bờ sông một đoạn và dừng lại. Những hàng dừa dọc sông, nơi đóng quân thuộc đơn vị hậu cần của quân đoàn 4 phía bên kia sông là chợ đông đúc kẻ bán người mua vùng tây bắc ngả xiêm riệp bát tam bằng chiến sự vẫn còn đánh nhau xe cứu thương chạy qua thành phố hướng về sikun để về nhôm penh thành phố vẫn còn hoang tàn chưa hồi phục nhiều con phố vẫn còn chống người qua lại lần đầu tiên tiếp xúc với dân quả là vất vả nhiều gian hàng ở chợ người bán dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau như hoa anh và pháp nên cũng có thể ba xí ba tú để mua hàng vẫn mua bằng tiền Việt Nam trên đường về gặp những anh em mặt trận 779 đi tuần dọc đường từ trên xe chúng tôi cũng ném cho anh em những gói thuốc Asara và những bịch kẹo những chàng trai đất Việt còn trẻ măng trên gương mặt vẫn còn nở nụ cười vô tư nơi nào đó của miền Đông Nam Bộ những người mẹ đang ngóng chờ con của mình Nhìn chung, quần áo anh em dưới này có vẻ tươm tất hơn chúng tôi rất nhiều. Xế chiều, đoàn xe ghé Kulen để tiếp xăng dầu và nghỉ qua đêm. Cuối thị xã Kulen là dòng sông Sen. Buổi chiều ra bờ sông, cả bộ đội ta và dân cùng tắm, đa phần là phụ nữ, anh nào cũng canh mánh. Nhưng khi họ đứng lên, chỉ một động tác xoay vòng thật khéo tấm xà rông đã che kín không còn thấy gì. Có một câu chuyện giờ nghĩ lại vẫn còn tức cười. Khi ra chợ culen thấy có gạo nếp, anh em ta định mua về làm cơm rượu. Tưởng chị này biết tiếng Việt, anh cao tài vụ E95 nói chữ gạo. Chị ta trả lời, ót miên. Khi anh cao chỉ vào thùng gạo và chị ta mới nói, Việt Nam gộ. Sau này khi quen thân, Tên chị là Rin, chị mới nói cho biết có một anh bộ đội ở đoàn 5504 dạy chị nói tiếng Việt. Có lẽ anh này là người Quảng Nam hay Quảng Ngãi nên chị phát âm theo ông thầy của mình, nghe rất dễ thương. Tết năm đó, có lẽ do tình hình bên nước còn khó khăn nhiều nên tiêu chuẩn Tết cũng rất hạn chế. Anh em nhờ có xe về nước gửi mua thêm nên cũng đón một cái Tết sung túc là những thầy tu chính hiệu. Hầu như những ngày Tết, anh em không được đi đâu xa, vẫn chỉ xung quanh các đơn vị trên chùa, rất ít anh em được phép xuống núi. Là đơn vị đi phối thuộc cùng E95, bộ phận trinh sát cũng được ưu tiên nhiều. Thịt trâu của D1, thịt heo của sư đoàn bộ gửi lên và cả thịt heo của anh em trinh sát E95 biếu. Nên đến nửa tháng sau, chúng tôi vẫn còn thịt ra mặn trong nồi. Thỉnh thoảng anh Phận C trưởng C4, g 1 Mang rượu qua trao đổi Những ngày Tết qua đi nhanh chóng Và mùa mưa năm 1980 lại đến Bắt đầu có những người anh em ngã xuống Trên hướng của g 2 E95 Tiếng súng đã nổ trên hướng núi Cụt Và những trận đánh giằng co với địch Ở đồi cụ khoai 428 Trinh sát chúng tôi lại phải lên đường khi nhận địa bàn từ anh em E20, Công an Nhân dân Vũ Tràng, đội hình bố trí của E95 có những sự thay đổi như sau: Phía đông chùa Breakvihira C1 G1 có một chốt tiền tiêu và một đài quan sát ở bình độ 200. C11 G3 cũng có một lực lượng giữ chốt ở cao điểm 300. Phía tây chùa Breakvihira có lực lượng C2 C1 đảm nhiệm. Về phía địch Sau hơn một năm củng cố lực lượng Địch bắt đầu tung lực lượng qua biên giới Trên địa bàn tỉnh Breakview Chúng mở các cửa khẩu An Long Vang Qua 547 về núi Cụt Chạy dài đến Phnom Ta Beng Đến dãy núi Hồng giáp với địa bàn của mặt trận 779 Và của cả 479 Trọng điểm là An Long Vang Và khu vực cao điểm 428 thời điểm này An Long Vang do D9E29 đảm nhiệm. Khu vực 428 do D2E95 đảm nhiệm. Như vậy, đối với E95, chỉ còn lại D3 là lực lượng cơ động, nhưng chủ yếu tập trung bảo vệ hành lang cho chùa Brickvihir, cũng như khu vực sư đoàn bộ 307. Về tình hình ta, suốt mấy tháng mùa khô, địch không hoạt động, nên ta cũng án binh bất động chỉ chăm lo củng cố địa bàn đóng quân như hầm hố, chiến hào, hoạt động ngoài biên giới có hạn chế. Khi mùa mưa đến, cỏ mọc mơn mởn xanh ngoài rừng, cây đâm chồi xanh tươi trở lại là lúc chúng hoạt động thích hợp. Ban đầu, chúng luồn sâu cải mìn vào các con đường mòn mà ta hay sử dụng, gây thương vong cho ta ở những ngày đầu. Khoảng giữa tháng 5 hay 6 năm 1980, chúng ta bị thương vong do mìn của địch ở hướng D2 E95. Mìn K58 và KP2 chưa có xuất hiện mìn 65 2A. Ngày mùng 7 tháng 9 năm 1980 trên hướng D1 E95, liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, C1 D1, lính năm 1977, quê Duy Xuyên, Quảng Nam là liệt sĩ đầu tiên của năm 1980 trên đường tuần tra từ chốt lên đài quan sát. Anh bị vướng mìn KP2 và hy sinh. Và cũng con đường này, những tháng sau đó, trinh sát J1E95 cũng hy sinh 3 đồng chí và C1 hy sinh 2. Cũng vào tháng 9 năm 1980, trên hướng J2E95, chúng tăng cường tung quân qua biên giới và đeo bám J2. Chúng tập kích vào các đơn vị của ta suốt cả ngày lẫn đêm. Ngày đó, chỉ cần ra khỏi hàng rào của đơn vị là đã gặp địch hay mình của chúng. Từ phía bên kia biên giới, chúng nã cối và đê ca vào các chốt của ta, làm cho D2 bị động, không di chuyển được đội hình chi viện lẫn nhau. Ngày nào cũng có thương binh tử sĩ ở hướng D2 cãng về phẫu E95, gây những khó khăn về mặt tư tưởng cho bộ đội khoảng giữa tháng 10 năm 1980, E95 nhận được tân binh của tỉnh Nghĩa Bình và Phú Khánh. Nhiều anh em tân binh trên đường ra đơn vị vấp phải mìn hy sinh, càng làm cho tình hình thêm phức tạp. Trước tình hình ngày càng diễn biến không thuận lợi cho ta, tham mưu trưởng E95 Đại úy Trần Bá Khánh trực tiếp ra trận địa cùng với D2 bàn phương án giải quyết tình hình chiến trường. Sau 4 ngày ở ngoài rừng cùng với lực lượng trinh sát hỗn hợp quan sát cách đánh địch thủ trưởng đưa ra quyết định tăng cường vũ khí hỏa lực cho lực lượng hỗn hợp bao gồm trinh sát của sư đoàn và trinh sát e95 và c9g3 phân thành nhiều nhóm nhỏ trên dưới 15 người giao nhiệm vụ phục kích chặn đánh từ xa các lực lượng địch khi chúng vượt qua biên giới giảm bớt khó khăn cho g 2 và chuyển lực lượng của ta từ thế phòng thủ sang tấn công. Lực lượng trinh sát được trang bị như bộ binh, có cả B-40 và RBD. Các bộ phận hỗn hợp đều có máy PRC-25 để liên lạc trực tiếp với nhau trong tác chiến. Ban đêm để phía ngoài 1 phần 2 lực lượng để giữ địa bàn, hạn chế chúng bò vào gài mìn quanh các đơn vị. Các con đường qua lại nội bộ của ta lại phải nằm rừng cơm cục nước đục những trận đánh nhỏ lẻ chiến miên suốt mùa mưa năm 1980. Khi viết bài này, tôi cũng cố gắng nhớ lại quãng thời gian xảy ra các sự kiện, nhưng không thể nhớ nổi vì các sự kiện trận đánh liên tiếp xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Khi chúng tôi về D2, tình hình ở đây khá căng thẳng. Anh em bước qua khỏi đơn vị là bị phục hay vướng mìn của địch. Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ tham mưu trưởng E95 bộ phận hỗn hợp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ lùng sục địch, phục kích, trận đánh địch quanh cứ điểm D2 để đảm bảo sức khỏe cũng như giảm căng thẳng cho anh em. Tuần tự các tổ cứ 3 đêm thì trong cứ của C2 một đêm, còn lại 2 đêm ngủ ngoài rừng. Trận đầu vẫn để lại cho tôi một ấn tượng. Khoảng 9 giờ sáng hôm đó, tôi phụ trách một tổ gồm 13 anh em và thông tin là 14 trinh sát 6, bộ binh 7 và một thông tin. Trang bị hai khẩu B, còn lại là AK không dùng trung liên. Quán triệt nhiệm vụ và phân công anh em trinh sát dẫn đường xong là khởi hành ngay. Chúng tôi cắt rừng về hướng biên giới. Rừng khu này khá rậm và trũng nên có nhiều bãi lầy nhỏ. Lực lượng chui dưới những khu rừng vừa xanh lá, men theo các tụ thủy và suối. Tuyệt đối không đi theo các bãi trạng vì dễ bị phục đánh. Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, một tình huống đau lòng xảy ra. Một chiến sĩ bộ binh C9 do không tuân thủ theo vết người đi đầu. Vì hướng đi vướng phải một bụi tre, anh vòng sang bên trái bụi tre đi cho nhanh, rồi vướng phải một trái KP2 của địch. Anh hy sinh và làm ba anh em khác bị thương. Nghe tiếng miền nổ và tiếng bắn gọi của chúng tôi ba phát AK trên một lượt. Anh em D2 vận động ra ứng cứu. Chỉ sơ hở một chút mà mất hết bốn tay súng. Có một điều anh em bộ binh thường hay mắc phải là sự thiếu kiên nhẫn, vội vàng, nhiều lúc mất cảnh giác mà bị thương vong. Do ảnh hưởng tâm lý nên ngày hôm đó anh em lưu lại dê bộ D2, một không khí nặng nề bao trùm lên đơn vị. Sáng hôm sau, bổ sung thêm lực lượng chúng tôi lên đường. Ra khỏi hàng rào chừng hơn 100 mét, trinh sát phát hiện địch gài hai quả mìn KP2. Chúng quấn dây mìn, cuộn cùng với cây hà thủ ô bỏ qua đường. Anh em cẩn thận lùi ra xa và anh nhàn khắc phục hai quả mìn. Khắc phục xong và báo cáo về dây 2. Chúng tôi cắt về hướng biên giới, đến chân bình độ đường lên chốt C7 bằng linh tính tôi thấy có một điều gì đó không được bình thường ra hiệu cho anh em dừng lại ngồi tại chỗ chuẩn bị chiến đấu tôi và a trưởng của c 9 đi sau tôi cùng phát hiện có tiếng xào sạc dưới chân nhìn theo hướng dây điện được kéo đi tôi ra dấu cho anh em chuẩn bị nổ súng chưa kịp triển khai thì anh trinh sát đi đầu phát hiện địch quá gần và nổ súng sau trận đánh anh em đi trước kể lại là đã phát hiện địch ẩn sau các bãi đá nhỏ dọc theo bình độ và chúng di chuyển đội hình vòng sang bên trái ta ta phát hiện và nổ súng lực lượng và trang bị vũ khí của địch có lẽ cũng như ta thấy ta cũng không mạnh lắm về con người và vũ khí địch cương quyết chống trả lợi dụng các bãi đá địch bắn về phía ta lực lượng ta bám theo một tụ thủy nhỏ bắn trả lại chúng dồn quân và bắn rất mạnh về phía đầu đội hình ta. Thấy phía trước đội hình đạn nổ căng và anh em đang lui dần về phía sau. Và một số chỉ tay về phía trước. Tôi hiểu phía trước đội hình đang có vấn đề. Tôi không biết rằng ở phía trước chúng bị tiêu diệt một tên và đang cố tiếp cận với xác của tên này. Nên chúng bắn rất rát ở hướng này. Bằng kinh nghiệm thông thường, tôi dẫn theo anh B-40 và ba bộ binh nữa. Vừa bắn vừa vận động yểm trợ cho anh em phía trước đang lui dần. Do cơ số đạn B40 ít, tôi chỉ cho anh bắn hai quả về phía địch. Khi tiếp cận được với bộ phận đi đầu, tôi hiểu ý đồ của chúng và ra hiệu cho anh em đánh vòng qua hai bên sườn địch. Một chiến sĩ của C9 đang lúc vận động tự nhiên ngã nhòi người xuống đất và lăn tròn. Tôi tưởng anh ta bị trúng đạn. Bất ngờ anh quay ngoắt người lại và bắn mấy loạt đạn về phía trước. Khi lao qua phía anh, anh B40 phát hiện một thằng bị thương đang cố bò đến tảng đá gần đó. Không chậm trễ, anh dùng tiếp một quả B và tên địch lãnh chọn quả B này. Địch bắn xối xả mấy loạt đạn nữa rồi rút dần. Cẩn thận cho anh em vừa cảnh giới vừa kiểm tra trận địa. Trong những trường hợp như này, anh em đã quen với những tình huống coi chừng mình của địch gài lại khi rút, cũng như chúng đánh từ phía sau. Anh em cảnh giới các hướng và chỉ có trinh sát kiểm tra trận địa. Ta diệt hai tên, thu một súng. Về phía ta bị thương hai: anh trinh sát E95 diệt địch bị thương ở bụng do miếng B40 và một bị đạn AK xuyên qua tay. Do có thương binh nên buộc phải thông báo về dây hai lệnh của D2 là C7 từ trên đồi đưa một lực lượng gần 20 người có nhiệm vụ hỗ trợ anh em rút về. Được hỗ trợ của lực lượng C7, tôi cắt vòng qua bình độ men theo triền núi về đơn vị, không theo đường chẳng trống vì để tránh gặp địch. Dù lường trước những tình huống xấu, nhưng điều xảy ra vẫn phải xảy ra. Từ vị trí của dê bộ d 2 đến đồi 428 và biên giới cũng không xa lắm. Chỉ hơn một buổi đường đi, vị trí này là cửa khẩu rất thuận tiện để địch chuyển hàng qua nội địa. Trên địa bàn hai tỉnh Brickvihia và Kompong Thom, lực lượng C6, C7, D2 chiếm cao điểm 428 có tầm kiểm soát khu vực này nên khó khăn cho chúng thực hiện ý đồ. Thời gian này, chúng dùng chiến tranh du kích tấn công ta bằng các lực lượng nhỏ cơ động nhanh cơ bản là tập kích gai min và phục kích gây thương vong cho ta chúng có cách đánh đeo bám ta như đỉa không rời ta nửa bước có thể khi tấn công chính diện chúng chịu thua rút quân không đánh trả nhưng chúng sẽ đeo bám ta tập kích từ phía sau phục kích trên đường ta về đơn vị tạo những hoang mang cho tâm lý bộ đội ta vì vậy việc ta để tiêu diệt được chúng rất khó khăn chính trị viên d 2 nguyễn thăng suốt đêm không ngủ được nỗi lo của cán bộ chính trị luôn đè nặng trong tâm trí tâm sự với tôi thủ trưởng rất mừng khi ta diệt được địch và có căn dặn là hãy chọn những thời cơ thuận lợi đánh phải tiêu diệt địch giải tỏa tâm tư cho anh em trong thời điểm khó khăn tôi tấu hiểu thầm mang niềm gửi gắn tâm sự đó và nhiệm vụ chúng tôi lại lên đường trong những nỗi lo về tình hình địch ở đây. Có thể đội hình sẽ bị tập kích bất cứ lúc nào nếu không có tinh thần cảnh giác cao. Một ngày sau trận đánh của chúng tôi, trên hướng của anh em C9 và C5 cũng chặn địch. Chỉ cách vị trí D2 chưa đầy 2 km, diệt được hai tên, thu ba súng và một số mìn KP2. Đội hình đi về hướng biên giới luôn hành quân thành hai thê, cách nhau gần 100 mét, với phương thức phục kích là chính. Ngày đầu tiên không gặp chúng. Đêm đó, chúng tôi nghỉ đêm cách biên giới gần 1 km. Khoảng 8 giờ đêm, chúng tôi di chuyển đội hình về một nơi khác. Vì có động tĩnh xung quanh nghi là địch đang đeo bám ta. Qua một đêm nghỉ ngơi an toàn. Sáng hôm sau, tôi cùng anh em kiểm tra lại vị trí mà D2 triển khai là một yên ngựa ở phía bắc 428, chừng 2 km. Theo dõi từ đài quan sát, ta đoán có khả năng địch đi qua vùng này để vào đất ta, tiếp cận khu vực này khi gần trưa. Chọn địa hình quan sát tốt, ta triển khai mai phục. Tổ chức xong đội hình mai phục, tôi báo về D2 vị trí phục và xin chi viện cối 82 từ 428 nếu gặp khó khăn. Chiều hôm đó trời mưa khá to nước từ phía trên đồi chảy xuống rất mạnh, khả năng chạm địch là 50-50. Mới khoảng 2 giờ chiều mà trời gần như đã tối vì trong rừng khá rậm, anh A trưởng C9 bò xuống vị trí đặt mìn để quay đầu quả mo Vì ban trưa dự đoán địch đi qua Thái Lan, giờ đã qua chiều, có thể gặp địch từ nội địa ra. Anh em vẫn kiên trì chờ đợi, trong tầm nhìn hạn chế, dù trời mưa to anh em vẫn phát hiện ra địch. Chính xác là có 5 tên. Có 3 B40. Chúng đi thành hàng dọc ướt như chuột lột, quần áo tả tơi. Chúng đi cách nhau trong cự ly gần. Đang chật vật né những nơi khó đi. Có thằng trượt té ngã hai ba lần. Cầm công tắc mìn trong tay, tôi hồi hộp chờ đợi. Chúng lại không đi đúng vào hướng mìn của ta. Lệch khoảng 30 độ và tôi ra hiệu cho anh B40 bên cạnh chuẩn bị. Dù biết rằng bấm mìn sẽ không tiêu diệt được chúng, nhưng vẫn sử dụng để uy hiếp địch và tạo an tâm cho anh em. Nhìn anh em đã sẵn sàng, tôi hất đầu cho anh B40 vụt quả đầu tiên. Anh thông tin phía sau đã chờ đưa quả thứ hai. Quả B40 vừa nổ, tôi bấm mìn, cả trận địa vang rền tiếng súng do cự ly gần và lọt vào giữa đội hình nên chúng bị tiêu diệt gọn cả năm tên thu năm súng một khẩu b bị hư do đạn bị kích nổ từ trên từ trên lưng thằng mang đang làm chủ chiến trường thì từ phía biên giới chính xác là cách trận địa khoảng 400m nghe tiếng đề pa của cối 82 và nhanh như chớp hai quả rơi liền vào trận địa miếng đạn cối bay xào xào ta hy sinh một và bị thương hai ở đợt chúng bắn đầu tiên và gần 10 trái nữa bay quanh đội hình ta thêm một trinh sát ép bị thương chúng ngưng bắn cối trong một khoảng thời gian ngắn không hiểu vì sao ta nhanh chóng đưa anh em rời khỏi trận địa lúc đó từ 428 cối 82 của ta cũng bắn bốn quả liền vào vị trí của địch đài quan sát C7 nhìn thấy khói bốc lên chưa kịp ổn định đội hình thì địch xuất hiện lực lượng chúng khoảng trên dưới 20 tên, tấn công ta bằng AK dữ dội. Đạn chúng bắn găm xung quanh, địch lợi dụng vị trí cao hơn ta, bắn áp đảo vào đội hình. Chúng chỉ bắn, chứ không thấy tiến, vì có lẽ hỏa lực ta mạnh hơn. Lợi dụng khe suối sâu, có đá chắn phía trước, ta đánh trả và liên tục gọi cối 82 bắn vào đội hình địch. Lúc này, cối địch rơi vào phía sau đội hình ta không hiểu là chúng bắn chặn đường rút của ta hay bị cối ta phản lại chúng bắn sai mục tiêu lực lượng ta không thể rút vì liệt sĩ vẫn còn nằm ở phía trước đội hình gần hai mươi mét chưa đưa về sau kịp thấy tình hình có vẻ không thuận lợi d hai cho bắn cả dkz sang hướng địch dù biết rằng không hiệu quả vừa đánh trả vừa triển khai cho bốn trinh sát lợi dụng sự lầm chầm của mấy cục đá to đưa liệt sĩ về phía sau. Đến lần thứ ba, dưới sự chi viện tối đa của bốn khẩu B-40, trong đó thu của địch hai khẩu và ta mới tiếp cận được liệt sĩ. Có lẽ sự uy hiếp của cối 82 và đạn DKZ của D-2 bắn hoảng nên địch không tấn công thêm. Chúng bám lại và bắn cầm chừng. Không thể trần trừ, anh em phải cõng liệt sĩ và thương binh rơi khỏi trận địa về hướng 428 rời khỏi trận địa chừng 500 m thì lực lượng khoảng gần 20 người của C6 chi viện tới nơi. Chính trị viên C2 ra lệnh cho C6, C7 đảm đương nhiệm vụ bảo vệ đội hình về đến 428 và C5 cùng với bộ phận của C9 sẽ đưa anh em về dây bộ D2. Đêm hôm đó, lực lượng hỗn hợp nghỉ lại 428 chỉ còn hơn 10 người. Khoảng 8-9 giờ tối có một lực lượng khoảng 10 tên lại tập kích vào chốt và tảng sáng lại đánh ta một lần nữa. Chúng chỉ bắn vào chốt ta rồi rút lui chứ không có khả năng đánh chiếm vị trí. Gần như cả đêm trên tuyến chốt không ai ngủ được. Khoảng 20 mét hào có một tổ hay hai người thay nhau gác. Người gác ngồi ở vị trí dâu tôm của chiến hào. Người kia mắc võng dưới đoạn hào có phủ đất ở phía trên thỉnh thoảng nghe tiếng nỏ đội cấn rít lên trong hầm là mỗi lần thay một người gác